về lại cái quần này. Ở cái quần này hôm trước là size nhí phải không ta? Hôm nay là size trung đại nè mọi người. Trời ơi trời. Hôm trước chị nào mua size nhí cho bé nhỏ rồi. Hôm nay mua size trung đại cho bé lớn nha. Rồi lớn luôn. Rồi trẻ nó luôn đi nè. Hôm nay cái này nét quá trời nét luôn, cái áo luôn này nè. Trai gái đều mang được áo không lan màu nét cực kỳ nét luôn nha cả nhà ơi. Rồi. Vô mấy chế ơi, vô. Tính ở đây đi cưng. Tính ở đây đi. Ừ, mang máy tính xuống đi. Rồi, hello cả nhà ơi. Mấy chế ơi, chị nào thấy em cho em xin một ít lượt tương tác bài viết nha cả nhà. Hôm nay cái like hôm nay em sẽ lợp gộp với cái like ngày mai nha mấy chế. Không đồ bé trai size 120 chế ơi. Có đồ bé trai size 120 nha chế. Cái quần jean là cái này hả? Ồ trời ơi. Hôm nay xinh quá mọi người ơi. Ê lấy một gao kia áo này chế tặng đầu like đi nè. Trời ơi cái áo này em có số lượng có giới hạn thôi đó. Trời con này trai gái đều mang được nha mấy chế. Em tặng đầu like cho mọi người cái áo này nha. Trời ơi, xịn sò dã man luôn đó mọi người ơi. Chị nào thấy em tương tác bài viết đi nè cả nhà. Có khoác da không chị? Không có khoác. Có một ít mã khoác da thôi em ơi. Ôi, cái này em có 2 ri thôi đó mọi người. Em dành tặng 1 ri cho mấy chế nha. Bé 10kg có hàng không chị? Có nha em, có bé 10kg nha. Có khoác, có một số mẫu khoác thôi. Khoác thì hôm trước em đã bán hết rồi. Giờ còn sót lại một số mẫu em chưa lên thôi đó mấy chế. Rồi. Hello cả nhà, chị nào thấy em cho em xin một ít lượt tương tác bài viết nha mấy chế ơi. Hồi chiều bên mình gọi bên em có gọi thì chị gọi lại cái số hotline nha. Tí nữa đi gì, tí nữa xuống nhờ Nghi về đi hả xuống. Hello chị Nguyệt Ngọc nè, hello chế. Rồi em tặng cái ghi áo này đầu like cho mọi người nha. Cái ghi áo này rất là xịn sò luôn, em cực kỳ thích cái áo này luôn á mấy chế. Trời ơi con này bé trai với gái đều có thể mang được nha mọi người. Trời ơi. Tặng một ri áo dành cho mọi người nha. Có nhí nha chế. Rồi cái này mã may mắn này size lớn. Trời ơi. Em dành tặng một ri áo cho mọi người. Con này trời ơi trời, nó loan màu nó nét cực kỳ luôn. Cái này không có nhiều, cái này có 2 ri mà em dành tặng một ri cho mấy chế nha. Rồi tương tác bài viết giùm em. Lên giùm em là mã may mắn 8k kèm số con nha. Mã này em có từ size 101 em có tới size 150. 5 con áo may mắn dành tặng cho mọi người. Chỉ có 5 con thôi nha mọi người ơi. Chơi game với em đầu like đều đỡ bị ẩn comment nha. Sẵn lên quần luôn cho ngơi. Con quần này hả chế hay quần trắng chế? Quần trắng là em bán rồi. Có cái quần này đi, tí nữa em lên luôn nha. Rồi tương tác bài viết đầu like em lên mã này là mã may mắn 8k kèm số cân. Và cho em xin 3 lần chia sẻ hội nhóm với chế độ công khai nha mọi người ơi. Và 1 đến 2 lần chia sẻ trang cá nhân giùm em. Em xin dành tặng con quà tặng này dành cho chị nè. Có logo người chia sẻ nha. Cái áo này mọi người đi ra ngoài mua cũng khó tìm nữa, thiệt sự luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chế ơi. Ôi ôi cái form áo này con này không có nhiều đâu cả nhà ơi. Rồi chốt cho em mã may mắn 8k kèm số điện thoại và kèm số cân. Em có từ size 101 em có tới size 150 nha cả nhà. Size là từ size 101 em có tới size 150. Con này 8k 5 con áo may mắn dành tặng ngẫu nhiên cho 5 chị khách ngẫu nhiên ngày hôm nay nha. Ôi ôi cái form áo nè. 5 con thôi mọi người. Cái này tí nữa em sót lại 1 ri em bán luôn cho mọi người nha. Con áo này cực kỳ nét luôn. Con này là nét vô cùng nét luôn đó mấy chế. Rồi may mắn 8k kèm số điện thoại giùm em. May mắn 8k kèm số điện thoại nha. Dành tặng cho chị nào có 3 lượt chia sẻ trên trang cá nhân và 3 lần hội nhóm. Không, 3 lần hỏi nhóm thôi mọi người. 1 đến 2 lần chia sẻ trang cá nhân thôi nha mấy chế ơi. Rồi, chị nào mà hay bị ẩn comment đồ mọi người tương tác giùm em theo 3 bước. Một là mọi người thích cái bài viết mà em đang like nè. Hai là mọi người comment kèm icon trong bài viết của em đồ này kia nha mấy chế. Và ba là mọi người chia sẻ giùm em 1 đến 2 lần hỏi nhóm với chế độ công khai. Thì Facebook đánh giá mình hữu ích với nhau đỡ bị ẩn comment hơn nha cả nhà ơi. Trời ơi, hôm nay lên đồ nét nét thôi đó mấy chế. Hôm nay mới mấy chỗ bên kia về được một ít với lại em chở về những cái mà một hai ri chưa like cho mọi người, em chở về luôn. Rồi rất là xinh luôn con này. Rồi chốt 5 chị đi em. Mã may mắn khách đầu tiên chúc mừng chị của tôi Út là Tuyết Linh với số tôi là 612. Rồi chị Tuyết Linh bao nhiêu ký?
26kg. Rồi 26kg rồi, em xin dành tặng cho chế nha. 26kg nha chế yêu ơi. Rồi may mắn thứ hai con. Mã may mắn thứ hai chúc mừng thằng tôi muốn đặt cao thi với số đuôi là 170. Rồi. Con này em dành tặng cho chị nào có tương tác nha, có logo người chia sẻ giùm em nha mấy chế. 3 lần hội nhóm và 1 đến 2 lần trang cá nhân thôi, chơi game với em đỡ ẩn comment hôm nay. Ngày hôm nay đồ rất là nét ha. Rồi. Mã may mắn tiếp theo chúc mừng chị của tôi bút là Thu Trang Ban Trần với số đuôi là 180. Rồi 620. Mã may mắn thứ tư chúc mừng chị tôi bút là Diễm Quỳnh với số đuôi là 720 603. Rồi 630. Mã may mắn cuối cùng chúc mừng chị tôi bút là An Nhung với số đuôi là 935 601. Con này cực kỳ nét luôn nha, năm chị khách may mắn ngày hôm nay rồi. Em tặng xong rồi, em lên bán con quần này đầu tiên. Con này mã C1 đi nha mấy chế. Trời ơi, con quần này rất là nét luôn nè. Hôm trước có mua size nhí rồi, thì hôm nay em có size lớn dành cho bé lớn đây. Con quần này bo chân ở phía dưới như thế này, form rất là nét luôn. Cái quần này cho chế một cái. Chế cái trăm mốt chứ gỡ ra cho mấy chế xem. Lấy cái này bên đây đi. Ở đây đây nè. Rồi. Ở 120 hả? Ê, thấy đúng nha. 120 đến 160. Rồi cái này size 120 tới size 160 này. Con quần này trời nó nét giả may luôn nha mấy chế. Quần này quần jean dáng form bo chân như thế này. Quần jean form bo chân con này bán đầu like cho mọi người giá là 178.000 nha. 178.000 giùm em. Nhìn cái quần nó nét nè mấy bà ơi. Bo chân xuống như thế này giùm em. Ủa muốn nã xì lên xin kiểu rồi. Trời ơi, cái quần này nó nét giả mang luôn, không có kém được cái mã thứ hai đâu mọi người ơi. Rất là xinh luôn ha, con quần này chất jean nhé mọi người. Chất jean giùm em có từ size 120, em có tới size 180, ủa 160. Size 120 là cái em đang cầm nè. Size 160 là mặc được cho bé từ 40 tới 42kg nha mọi người ơi, lưu ý giùm em nha. Mã này chốt cho em là mã C1 178 ngày kèm số cân giùm em C1 nha mấy chế. C1 giùm em nhé cả nhà ơi. C1 từ size 120 em có tới size 160 giùm em nha. Rồi. Ê à, được cái đó chế. Ôi rồi khỏi rồi, tiếng đi chơi điện thoại đi. C1 ấy ra đi em. Chứ không có điện thoại đi chút xỉ à. Ấy ra đi. Rồi C1 giùm em nhé mọi người. Trời ơi quần này nó nét giả mang luôn mấy chế ơi. Xuất sắc. Trời cái form nè, cái form quần này mọi người. Ôi bà chế nào mua cái quần này là về ghiền liền. Trong hội bác có rất là nhiều chị muốn mua cái quần mà size nhí luôn, cái họa tiết như thế này. Mà cái đó em bán hết trơn hàng rồi. Rồi mấy chế thích quá, mấy chế quên hút bác hỏi quá trời luôn mà em hết rồi. Giờ có size lớn nữa nè. Cảm ơn shop nha, cuối cùng cũng nhận được quà của shop em. Cảm ơn chị Thu Trang Phan Trần nè, cảm ơn chế bác kể đi rồi chị cho quà. C1 C4 chị Nguyễn. Rồi. C3 Luyện Trần. 35kg Thu Trang Quỳnh Ngọc. 28kg chị Mai. Ừ. Hôm nay có quần gì? 28kg chị Mai Hoa, 40kg Lê Thị Mỹ Diễm, 23kg Thiên Ép, 64kg chị Duyên Trương, 25kg 64kg Ngô Miệng Hiền, 34kg Gia Canh Trần, 30kg cho chị Chen Chen, 25kg Quỳnh Như Trần, 20kg Thương Tạ Thị Hồng, 64kg Trung Nguyễn, 38kg Loan Bùi, 63kg Dương Trần. Rồi, bye bye. Rồi, tắm tắm, bye bye. Rồi C1 nha cả nhà ơi, C1 giùm em nha. Chị khách nào mình chưa đọc tên comment lại giùm em. Em có từ size 120 tới size 160. Con quần này cực kỳ nét luôn nha. 178.000 thôi, chất riêng rất là xịn sò. Hãng này chị nào mua 10 chị thích hết 10 chị, rất là nét con này ha. C1 kèm số cân giùm em nha mấy chế yêu. Chị nào mình chưa được đọc tên comment lại. Size bự này chế 120-160. Chị Mai Ngọc Bình. Rồi Phan Ngọc Bình. 40kg Thị Nhà. Rồi 150kg Thanh Nhã. Rồi 17kg Triệu Nguyễn. 66 BB Shop Quang. 66 chị Nguyễn Ngọc. Quá nét luôn. Rồi Phạm Dương Châu. Kèm mã kèm số cân giùm em. Chị nào khách mới lên kèm cho em cái số điện thoại nha mọi người. Rồi 33kg Linh Xù. Rồi 36kg Đỗ Thanh. Rồi Đỗ Thanh. 29kg Thanh Võ, 32kg Thị Tiên Huỳnh, 620kg Đoàn Hạnh, 650kg Hoài My. Rồi Hoài My. 630kg. Hết 630kg, còn 130kg kìa nhí. Còn 130kg mà, cái này từ 120kg. 630kg Hoàng Hải Hà. Rồi Hoàng Hải Hà. 36kg. 36kg gỡ ra coi cái form này hiểu không? Cái này tầm mỡ. 620 Xuân Lai Bùi.
đường mấy đứa 36 nè, dài. Ừ. Hả? Cái này 17kg Maracanh nè. Maracanh 17kg nè mấy chứ. Rồi. 36 không được đâu. 38 42 đi. 38 42 có 40kg nha chị là Lê Mai Hương ơi. Rồi. Ê xin chuẩn bị mã tiếp theo chế đi. Cái mã này cũng được nè. 56 em luôn. Dục ra một viên cho chị Bảo Tiên đi. Bảo Tiên dặn nó để dùng viên lại dục cho chị mấy gì. Rồi. Rồi còn mấy size nha mọi người. 102 Kim Nana. Rồi, còn cái size 102 và mấy cái size 106 nha. Chị nào mình chưa được đọc tên comment lại giùm em. Bùi em đang cầm giá là 178 ngàn nha mọi người. Chất rất là đẹp. 40 kg Bùi Tấn Phúc. Bùi Tấn Phúc rồi. 20 và 40 kg nhân mã. Nhân mã rồi, quần jean dài mấy chế gán xăng nha. Quần jean dài em like đầu like mấy mã nha mọi người. Gán xăng nha mấy chế. Một con quần jean tiếp theo. Hết rồi hả? Xin một thò. Ủa, Zin trước chế bán như ta? 188 hay 178? Zin đại á. 88 còn. Tính tỷ nhớ không đâu? Dạ. Tính tỷ nhớ giá không? Dạ. Rồi, cái này size, cái này thôi bán cho mọi người giá 178 thôi ha. Rồi chốt cho em con quần mày nạm là mã C2 nha cả nhà ơi. C2 kèm số phân giùm em. Rất là nét luôn con C2 này nha. 178 ngàn cho mọi người thôi. Cái phân quần này rất là đẹp luôn. Nhìn cái phân quần giùm em này mới chết. Trời ơi trời. Bao mọi người đi ra ngoài sao mà tìm được cái mã như thế này đây mới chết. Phân rất là nét nha. Mọi chị đang xem cho em xin 1-2 lượt tương tác bài viết nha cả nhà ơi. Rồi, chốt cho em mã này là mã C2. Ấy anh ghi nó đi nghe. Ô đâu? Ô lại. Rồi ta kêu hết tên luôn chưa trúng. Rồi thấy chị thôi nữ nè, chế ơi chị nào bị ẩn comment ráng tương tác bài viết giùm em nha. Chốt cho em mã này là mã C2, hụt những con này rất là tiếc nha mọi người ơi. C2 này em có từ size 120 em có tới size 160 nha mọi người. Size 120 này mặc được cho bé từ 18 19 kg trở lên. Con quần này là form baggy mọi người, săn cái like quần lên giùm em như thế này nha. Em có từ size 120 tới size 160, 40 42 kg bé mặc được nha mọi người. Cái quần form cực kỳ đẹp luôn, trời trời. Rất là nét luôn, con quần này form rất là xịn sò nha mấy chế. Rồi. C2 giùm em nè, C2. C2 chú cho chị ạ. La em. C2 kèm số cân nha mấy chế. C2 quá đẹp luôn, con C2 này. Form cực kỳ nét luôn nha mọi người. C2 giùm em nha. C2 30 và 20kg chị Trần Dương. Rồi Trần Dương. C2 và C4 chị Đặng Ái Nhi. Rồi. C6 Duyên Duyên. 20kg Duyên Mỹ. C5,5 Mai Thanh Mai. 40kg Lê Thị Mỹ Diệm. 33kg Anh Duy. 24kg Lị Tú Nguyễn. C5,5 Thanh Xuân Nguyễn. 35kg Nguyễn Ngọc Hồng Dung. C6 Duy. 24kg C2. 24kg Nguyễn Hồng Hạnh. Rồi Nguyễn Hồng Hạnh. 36kg Như Ý Trần. Rồi. 28kg Trúc Trần. Rồi Trúc Trần. Em lên trước quần nhé mọi người. Áo tí nữa em lên sau nhé mấy chế. Ba mươi ký Ngọc Bích Hoàng. 24kg Kiệt Cao. 30kg Yuri Oanh. C4 Nguyễn Diệp. Quá đẹp con quần này. C2 19kg Phạm Tường Nhi. C5 Huyền Lê. Rồi 24kg Hoàng Dung. 18kg Thanh My. Cái form quần này mấy chế ơi, siêu nét giùm em luôn nha. Con quần này chốt cho em là mã C2 giùm em. Rồi C2 còn mấy size? Em còn từ size 120 trở lên. Cái mã này em có từ size 120 tới size 160. Chị khách nào mình chưa đọc tên comment lại giùm em nhé mọi người. Nhiều khi bị ẩn comment nha, vì nhiều chị comment cùng một mã quá. Mọi người chị nào bị ẩn comment thì ráng tương tác bài viết giùm em nha. Rồi chốt cho em mã này là mã C2 nhé cả nhà. C2 18kg Hằng Nguyễn. Rồi. C6 Nguyễn Lê Bảo Châu. Rồi, 35kg Cẩm Tý. 20kg Thảo Ly Trương. C6 Si Chu Đặng. 26kg Anh Ruby. 25kg Su Riêng Nguyễn. Rồi, Su Riêng Nguyễn. C2 và C5 Xuân Lai Bùi. Rồi, Xuân Lai Bùi hết 120. 26kg Liên Nguyễn. C6 Mimi Trần. Rồi. Ba mươi ký Châu Nhi, 24kg Mốm, 25kg Nguyên Phương, 24kg Đông Kiều. Quá đẹp, em thấy chưa? 36 bé Cam, 38kg Diễm Quỳnh, 32kg Minh Hằng. Rồi, 32kg Minh Hằng.
603 Quỳnh Dương. Quỳnh Dương 603 rồi. 27kg Phương Ngân. 606 Hoàng Anh Nguyễn. Ôi ôi, cái chốt quần này nó đẹp dã man luôn mấy chú ơi, cái chốt nè. Rồi còn mấy size đó em ơi? 130. 33kg Hồng Thấm Nguyễn. Rồi. 30kg Xuân Đỗ. Rồi. 24kg Vương Thu. Rồi. 22kg Châu Kiều Linh. Rồi. 22kg Ngọc Nguyễn Ngọc Liên. Rồi hết, hết hàng. Rồi chốt cho em mặt đây là mã C mấy em? C3. Trời ơi cái con quần C3 này nó đẹp lắm luôn á mọi người. Cái chất nó mướt mà nó mềm dã man luôn nè mấy chế ô, nhìn giùm em nha. Về mà nhận hàng con này không mê thì thôi luôn á. Chất rất là đẹp luôn nha mọi người. Quần phong bách ghi như thế này giùm em. Con này em sẽ bán giá cho mọi người là giá là 168 ngay nha mọi người. Cái này size em có từ 120 tới size 160. 160 mã này tầm khoảng 42-43kg mặc được nha. Phong bách ghi rất là nét như thế này nè. Cái quần này trời. Trời ơi trời, cái quần quá trời xịn luôn rồi mấy bà ơi, nhìn nè. Trời ơi, nét quá trời nét luôn. Con quần này mặc cho bé trai bé gái đều được. Tại vì bé gái lớn là mặc quần này vô tư luôn nha cả nhà ơi. Chốt cho em con quần này là mã C C3 kèm số cân dục cái 160 cho thằng gì đi. Phú á. Trời ơi cái quần này đẹp lắm nha mọi người. Cái form này cực kỳ nét luôn con này. Kèm số cân giùm em mã này là mã chốt cho em mã C3 nha. C3 kèm số cân. C3 giùm em nhé cả nhà ơi. Ồ quá nét không nè. C3 kèm số cân giùm em, size là từ 19-20kg trở lên, chốt cho em tới 43kg mã này C3. C3 giùm em nhé cả nhà. C3 này em chốt chị Jen ghi. Chị Phương Anh Nguyễn một ghi rồi. C3. C2 em hết hàng rồi, mấy chế chuyển sang C3 giùm em nhé cả nhà. C3 kèm số cân. C3 35kg mọc mọc. 30 và 42kg An Bình. Rồi An Bình. Rất là nét. 35 và 18kg Chinh Võ. Rồi. 31kg Nguyễn Hạnh. 24kg chị Phạm Trúc. 22kg Nguyễn Ngọc Liên. 21kg thì Dung Nguyễn. 602 và 604 Đặng Ái Nhiên. 603 Nguyễn Hồng Hạnh. 604 Hoa Nguyễn. Rồi. 30kg Hương Quỳnh. 32kg Hoàng Thị Quỳnh Trang. 31 và 37kg Văn Lê. 27kg Nguyễn Hảo. Xe nhí em có chứ. 604 Trúc Linh Nguyễn. Có áo chờ chờ tí em lên xe nhí em lên mấy cái quần xe đại trước nha mọi người. Nha mấy chế. Rồi cái này từ 18 tới 20, cái này cỡ các em đang cầm là size nhỏ nhất nè mọi người. Cái này cỡ 20kg thì tặng cái form quần bác ghi này, cái form nó cũng hơi rộng. 19-20kg mà em nhé mấy chế. Cái này bé cỡ 4 củ rưỡi ha. Quá đẹp luôn con này, xuất sắc. C3 602 Mỹ Trang. Rồi. 22kg Nguyễn Hồng. Rồi. C603 Du Mi Diệp. C602 Trần Bảo Linh. 22kg Phạm Quỳnh Như. 41kg Hoàng Nguyễn. 38kg Bích Phượng. C106 Sen Đá. Rồi. Rồi ơi. Rồi. 26kg Ảnh Nguyệt. Rồi 26. 20kg Gia Anh Huỳnh. Rồi. 20kg rồi. Rồi rồi còn cái nữa này đâu. Đông 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 đông. 23kg Nguyễn Quỳnh Như. Rồi, 33kg Điện Máy Thành Thủy. Rồi, Điện Máy Thành Thủy. 31kg Thảo Tô. Rồi, 31 tư được rồi. Ờ, hết tư nha. Hết tư. Ừ. Còn 34, 356. 23kg Kim Duyên. C106 Thanh Thu Phạm. Rồi. 23kg Yến Kim. C103 Ngô Mỹ Hiền. Rồi. 28kg. C106 Nguyễn Thanh. 39kg Huy Đoàn. Rồi. 39kg Lanh Vũ. Rồi Lanh Vũ. Hết 106 rồi. 22kg Mai Anh. Không, 103 này cỡ 28kg. Có như 28kg đâu. 27kg Thanh Tú. 27. Rồi thôi đó. 3 cái. 150 đó, cái form đó mặc được cỡ 22-23. Ủa 3 mấy kg, 34kg, 33-34. Ủa ơi nhầm. Từ 32 tới 35-36kg thôi Phương. 6-37 650 Hằng Nguyễn. Rồi. 35kg Hà Nguyễn. Hà Nguyễn.
Trời trời, cái quần này cái chất vải nó quá đẹp luôn mọi người. Chất vải đó phải nói là siêu đẹp luôn. Sao em gửi Hoàng Anh Nguyễn hết chưa ba? Ê, cái này cho anh tiền cái cho tiền mặt được không? Ờ, cái phong quần này rất là đẹp luôn nha mọi người. Chốt cho em mã này là mã C à? C4 giùm em. Con này cho bé gái nha chế ơi. Cái phong quần này cho bé gái thôi đi. Gái nha, gái hay trai ta? Trai gái đều mặc được luôn cái phong quần này. Trai và bé gái đều mang được giùm em nha mấy chế. Rồi con quần này 178 ngàn giùm em. Size em có từ 120 tới size 116 nha mọi người. Mã này chốt cho em là mã C4. Từ 18-19kg chốt cho em tới 40kg nha. 40kg giùm em nha mọi người. Cái quần này siêu nét nè mọi người. Trời ơi, chốt siêu đẹp luôn nha. Chốt cho em mã này là mã C4 giùm em nha mấy chế. C4 là cái quần chất quá đẹp, quá xịn luôn. Chất to giãn như thế này giùm em nha mấy chế. Rồi C4 kèm số con. C4 là cái chị bảo tiền riêng cho em. C4 Bảo Tiên là Jane á, Jane một đôi. Rồi C4 rất là nét con C4 này. C4 em bán cho mọi người giá là 178 ngàn thôi. Cái quần riêng siêu đẹp luôn. Trời ơi, siêu nét luôn nha mấy chế. Trời ơi, nhìn cái phong quần này quá xịn luôn à. Chất vải nó coi giãn như thế này nhìn em nha. Bạn to giãn rất là thoải mái luôn. C4 42kg 2 cái cho chị Cường Vy, 15 và 42kg Trung Minh Nguyên, 24kg Đông Kiều, 62 Cao Tuyền, 66 Diễm My Tup, 24kg SK Diễm Phương, 35kg Nhung Vương, 20kg My Trinh, 36kg Hồng Nhi Nguyễn, 28kg Mai Hoa, 21kg Hiền Dương, 62 An Nhiên, 27kg Nguyễn Minh Thư, 65kg Dày Sinh, 65kg Na Lâm, 30kg Vinh Nguyễn, 30kg Trang Tài, xin nhắn gửi Nguyễn Thị Mai Trâm, 33kg Anh Đi. Chị khách mới ơi, lên kẹp số điện thoại rồi, cho em nha. Khách mới cho em xin số điện thoại nha mọi người. Em mới chốt đơn cho mình được nha. Mã kèm số con giùm em. Và khách mới cho em xin thông tin địa chỉ và số điện thoại ha. Mình được đọc tên trên live rồi mình vô Facebook cho em xin địa chỉ nha mấy chị. Rồi, xin bố em chốt xin chị Ngô Thị Mỹ Hiền, xin chấm 4 xin chấm 6 Minh Trần, 22kg Trần Lý Vi, 25kg Suri, xin chấm gửi Dung Trần. Ngô Mỹ Hiền chứ không phải Ngô Thị nha chế. Ngô Mỹ Hiền nha chế ơi. 34kg Phạm Hằng, xin chấm 3 Thanh Thuận, xin chấm 3 Nguyễn Hồng Hạnh, xin chấm 4 Lê My, 37kg chị Hiếu Ken, xin chấm gửi Thanh Xuân Nguyễn, xin chấm 2 Vô Sony, 35kg Hà Trang Trần. 28kg 2 cái cho chị Trần Lê Thảo. Trần Lê Thảo rồi. Mã này chốt cho em là mã C4 nha mấy chế. Cho em lên size lớn chú nha. Lên size nhí tí thôi em lên sâu cho mọi người. Con này từ... hả? 150. Ừ, lấy đi. Lấy đi... Xin chấm 2 Đỗ Nguyên. Xin chấm 6 Tòng Lương. 19kg Bích Chi. Xin chấm 6 Mỹ Hương Trần. Rồi. Xin chấm 6 Ngọc Anh. Rồi. 25kg Nguyễn Hồng. Rồi. Hết 160 luôn nha. Rồi. Còn 34 rồi. Hai hết luôn rồi. 30kg Lê Ái Đinh. 30kg Lê Ái Đinh. Còn 3 rồi. Và 3 cái. Rồi. 25kg Kiều Nguyễn. 63 Rio. Litligo. Litligo. Chốt cho em mã này từ 18kg tới 40kg giùm em luôn nè mấy chế ơi. Còn không còn? Còn cái 103 là em hết hàng rồi mấy chế. Trai gái đều mang được cái quần đó nha. Em còn một cái 103 là em hết hàng nha mọi người. 103 là em hết hàng. Rồi tiếp tục lên giùm em mã quần này. Ừ, lấy cái này một chút nè. Trời ơi. 23kg Hiến Kim hết C4. 465 mất là 465. Rồi chốt cho em con này là C5 nhé cả nhà ơi. C5 kèm số cân giùm em nha. Con này từ 18 chốt cho em tới 40kg. Con quần này basic trai và gái đều mang được nha mọi người. Con này dạng dáng form nó hơi suông mà nó ôm vậy nè. Nó không hẳn là ôm nữa nè, nó cũng hơi có hơi baggy một tí xíu hả. Cái này chốt cho em là mã C5 giùm em 178 ngàn C5. Size cho bé từ 18kg chốt cho em tới 40kg C5 kèm số cân giùm em nhé cả nhà ơi.
C5 form rất là đẹp luôn. Con C5 này rất là nét thôi. Và chất vải nhà em co giãn cho mọi người. Cái hãng này hàng túi zip giùm em như thế này luôn đó mọi người. Rồi nè, quá xịn luôn nha mấy chớ ơi. Kèm số cân giùm em, con này chốt cho em là mã C5. Rồi C5 nha mấy chớ. Form siêu nét, siêu đẹp luôn nè. Nhìn giùm em nè mấy bà ơi, rất là nét ha. Co giãn như thế này giùm em luôn nha. Cái màu này cũng dễ phối đồ nữa. Cái màu này rất là đẹp luôn mọi người. Màu này siêu nét ha mấy chế. Cái màu này phối đồ đẹp lắm luôn á. Cái màu này em rất là thích riêng màu này. Cái màu nó quá đẹp luôn mọi người. Màu quá hơi bị xuất sắc luôn á. Cái quần này mình mặc những cái dạng quần form như thế này, mình tăng line nhẹ lên hai cái line mỏng nhẹ giùm em. Con này giá là 178.000 nha mấy chế. 178.000 kèm số phân giùm em. Số lượng có ít thôi mọi người ha. Chốt cho em con này là mã C5 nè. C5 chốt chị Bảo Tiên một ri nè em. C5 chốt chị Mỹ Ý á. Chị Mỹ Ý. Rồi Phương Anh Nguyễn. Rồi quá đẹp luôn con C5 nha cả nhà. C5 kèm số con giùm em nha mấy chế ơi. Phương Anh Nguyễn. Rồi chốt luôn nhí ơi. Đây chị la hai cái đi em một cái. Hai cái sai đi. C5 21 và 28 kg Phương Nhâm. 40 kg 25 và 40 kg Nga Nguyễn. Không. C3 Điện Trần 25 kg Lê Vi. C5 BB. C4 Hương Nhã Vương. 35 kg Tòng Lương. 23 kg Thanh Tâm Nguyễn. C4 Giang Gấu Gấu. C4 Ngô Mỹ Hiền. C6 Tú Lan Nguyễn. C5 Lâm Anh. C2 Hằng Nam Huy. C4 Tam Huy. 35 kg Trần Vân. C3 Minh Leo. 40 kg Hùng Nhân. C4 Yên Bu. 18 kg Ái Vi. C2 Cao Kỳ. 31 kg Em Heo. 18 kg Thanh Đào Nguyễn. Hello. Ờ, thầy muốn cái áo này hả? Thấy vậy luôn. Cái áo này thầy đâu mặc vừa đâu. Hello. Hello. C5 nha. C5 em chốt với chị Nguyễn Chi 29 kg. Nguyễn Chi em có chị ơi. Rồi quá đẹp luôn con này. Xuất sắc. Qua đây con C5 này kèm số con giùm em. 40 kg Hà Nguyễn, 35 kg Trinh Võ, 25 kg Nguyễn Hồng, 27 27 kg Hương Ngân. 28. Không, 28 không được. Quá đẹp luôn con này, siêu nét lắm mấy chế. Chất vải siêu đẹp luôn, trời trời. Cái quần jean em không có bán quần người lớn chế ơi. Một cái 22 kg, hai cái 40 kg mộng đẹp. Ê mấy 57 mặc vừa mấy đứa. 6.2 Ngọc Thảo, 19 kg Hạnh Mon. Cái mì ủ chi à. Cái mì ủ chi à, nhưng cái tâm không ai lên. 35 kg Kiều Ngô. Dục cái cho anh Hiên coi thử. 20 kg Kiều Gia Hào. Hết 220 rồi. Hết 22 kg Châu Hâm. Rồi. Hết luôn. Cái như hủ chi à. Mấy 57 chắc được á. Chị Châu Hâm không có nha chị ơi. Phu xuyên. Không được đâu chứ ơi, em mét 55 à. 35 kg Kiều Ngô. Không được. Mét 55, 53, 52, 53 để được. Mét 57 không vừa đâu chứ. 40 kg Diễm Hạ. Rồi. Có mét 52, 53 chắc được. 30 kg Dung. Ở đây còn. Nè nè. Đồ má mày. Rượu bên kia đi chứ. Các bạn làm cái gì vậy? Bốn cái kiến Trần Nguyễn. Hello mấy chị. Nguyễn Thanh Thảo. Hello chào. Hello từ trước chào. Bốn cái kiến Vân Con đi. Còn cái nữa nè. 32 kiến Hương Quỳnh. 40 kiến Nhân Nghĩa. Hello. 35 kiến Ngọc Diệp. Xạo không? Xạo không? Vô lại nè. Xạo không? Sao không? Không vậy. Mà má bán rồi không? Má này, ôi dồi. 375 nè. 375 rồi. Rồi, chốt cho em chị. Rồi, má chốt rồi đẹp quá. Trời ơi, cái chất quá đẹp luôn. Nít khổ như một cái. Trời ơi, cái chất nó mướt nè mấy chơi ơi. 176.000 cái mã này giùm em. C5 em hết hàng rồi chơi ơi. Chốt cho em mã này là C6 hả em? C6 giùm em nha mọi người ơi. Cái phong mùa SG này rất là đẹp, rất là basic nha. Con này bé trai gái đều mang được giùm em. Trời ơi, cái chất vải mướt lắm. 168.000 giùm em nha. 168 không cùng? 168 thôi. 168 thôi em ơi. Rồi chết rồi, anh nghe một đống luôn rồi.
Rồi, mã này 168.000 bằng cái quần màu kem hồi nãy thôi nha mấy chế. Ủa? 176, 178.000 mới đúng chứ. Cái quần màu đen kem nãy chứ bán 168 là quá rẻ. Thôi kệ lên, lỡ rồi, bán giống cái quần nãy đi. Trời ơi, 176 và 188 mới đúng giá đó mọi người ơi em. Hôm nay là... Rồi, 168.000. Rồi, 168. Đây là mã xe máy xe 6 mà 6 chốt chị Phương Anh Nguyễn với chị Jen đó em. Jen với chị Phương Anh Nguyễn cái chất vải mướt lắm nha mọi người ơi. Trời ơi, chất vải siêu nét giùm em như thế này luôn nha. Mã này chốt cho em là mã xe C6 kèm số phân giùm em nhé cả nhà. Jen đó. Ừ. Rồi C6 nha, size từ size 120 trở lên, con này 19-20kg trở lên giùm em. Em có tới size 160 là 43 kg con quần này nha. Mọi người mặc phân bất kỳ này xăng lên cái lai quần lên giùm em nha mấy chứ. Xinh lắm, con này rất là nét, rất là xịn. Rồi. C6 25-40kg Nga Nguyễn, C5 Linh Phụng 20kg Nguyễn Trần Minh Việt, 37kg Nguyễn Thanh, 33kg Điện Máy Thành Thủy, 24kg Kiệt Cao, 36kg Trần Lê Thảo, C6 Bé Rôm. Chị Đỗ Minh Phương lên kèo số điện thoại giùm em nha. Rồi. C4 Long Thị Cẩm Tú, C4 Huyền Chi LK, 35kg Nguyễn My, 33kg Anh Thi, 25kg Lan Hồng Đào, 27kg Ngọc Nguyễn, C5 BB, 33kg Thùy Như. Rồi hết 150. Thùy Như không có nha chị ơi. 25kg Hồ Thì, 18kg Nguyễn Thị Mai. Rồi Nguyễn Thị Mai. Quần xay nhí có là em lên chuẩn bị lên cái áo khoác xay nhí như chứ. 40kg Hoàng Hoa. C54 Thương Nguyễn. Rồi. 22kg Mộng Đẹp. Rồi 22kg Mộng Đẹp. 22kg Julian Nguyễn. Rồi Julian Nguyễn. Mấy chị khách mới chốt hàng kèm số phân giùm em nha. Được. 22kg Lâm Bảo. 25kg Lâm Bảo. Ủa chốt hàng kèm số điện thoại giùm em nha. 22kg Loan Huỳnh. Rồi. Mét 55 thì được chế, còn mét 55 trở lên thì không được đâu nha. Hai ghế 206 chị Tường Vi. Rồi Tường Vi. Rồi 120 nè. 20 và 40kg nè. 20 và 40kg cho chị Thu Hiền. Rồi 34 rồi. 203 Lý Cẩm. Rồi Lý Cẩm. Rồi chốt cho em mã này là C C7 giùm em nha mọi người. Có khoác này, khoác bé gái nha mọi người ơi. Áo khoác ủa trên đó là mấy cái tỷ hả? Trên đó là tỷ. Rồi chốt cho em mã này C7, con này 172.000 cho mọi người nha. Áo khoác form dáng dài cho bé gái. Con này em có size cho bé từ 8-10kg chốt cho em tới 18-19kg C7 kèm số phân nha cả nhà. C7 giùm em nha mấy chế. Con này là C7. Rất là nét, rất là đẹp luôn. Cái áo khoác này có tặng kèm nút đính kèm như thế này cho em luôn hả? Trời ơi, cái nút của hãng Love Me Kids luôn nha mọi người. Hàng rất là xịn sò. Mã này chốt cho em là mã C7 kèm số cân 80kg chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 18-19kg nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn cái áo khoác. Phía trong có lót, con này giá 172.000 giùm em nha. Áo khoác dáng dài, phía trong có lót giùm em. Rất là đẹp luôn, có áo khoác này C7 kèm số cân. Rồi quá nét luôn hả? Trời ơi. À, chuẩn bị cái áo khoác kia. Kèm. C7 19kg Thu Hảo Lê, 20kg Thu Hiền, 13kg Khánh Huyền, 14kg Thanh Huyền, 16kg Mai Hoa, 11kg Lan An Trần, 14kg Cao 93 sang cho chị Huỳnh Linh, 15kg Trúc Huỳnh, 19kg Lê Thư, 15kg. Rồi còn 120. Xin 120 Giang Giang. Rồi, hết 120 luôn. 8kg Anh Hồng. Rồi. Còn 90, 80 90 thôi đó. 12kg Lê Dung Nguyễn. Rồi. Trời ơi, hai cái vàng nút rất là xịn sò miếng ăn cho mình luôn nha. 13kg Minh Hiếu. Nhìn nè, hai cái vàng nút form nút bóp, hai cái vàng nút siêu xịn. Rồi, 9kg Lớp cân. Lớp cân rồi. 12kg Thi Su Xin. Thi Su Xin rồi. Chốt cho em tiếp tục mã này là C8 giùm em nha mấy chế ơi. C8 form rất là đẹp luôn. Con C8 này kèm số công 172.000 C8 luôn nha. Size cũng y chang con hồi nãy. Chốt cho em từ 89kg trở lên. Chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 18-19kg C8. Ừ, dục cái đó xuống đi bác.
Thôi, mã này chốt cho em là mã C8 nha cả nhà ơi. C8 mấy con này có ít thôi, có số lượng có giới hạn thôi mọi người ơi. Tỷ bác sĩ trời ơi, xuống đem xuống bán lại nữa hả trời. Xem chốt không được gọi tên. Mấy chị khách mới mình tương tác bài viết giùm em bằng 3 cách. Là một là mọi người chia like cái bài viết mà em đang like nè, hoặc là mọi người tương tác kèm icon đồ này kia trong bài viết của em nha, hoặc là mọi người chia sẻ giùm em 1 đến 2 lần họ nhóm giùm em nha mấy chế. Thì nhiều khi nó đỡ bị ẩn comment hơn. Facebook nó đánh giá mình hữu ích với nhau, đỡ ẩn comment hơn nha cả nhà. Vì chị khách mới, khách cũ cũng hay bị ẩn comment lắm. Đợt này Facebook rất là bị ẩn comment. Hoặc là mọi người comment kèm icon bài viết giùm em nha mấy chế ơi. Nhiều chị comment cùng một mã nhiều khi nó bị ẩn á mọi người. Rồi, chốt cho em mã này nha. C8 rồi. Chốt C8 18 16 ký Hoàng Yến. C21 Thu Trần. C21 Linh Phụng. 17 ký Thúy Phạm Hồng. C80 chị Nguyễn Tiến Hằng. 9 ký Lê Nguyễn Minh Hạ. 19 ký Tường Vi. 14 ký Vi Độ. C90 Thu Trang Phan Trần. Thu Trang Phan Trần. Siêu đẹp ha con Hùng. Ủa con váy. 10 ký Phương Hằng. 15 ký Candy Cloud. 18 ký Trang Nguyễn. Rồi. 17 ký Tường Vi. 17 ký Tường Vi. Rồi chốt 18 ký Trần Ngọc Tuyền. Tiếp tục là cái mã này. Rồi rồi, tiếp tục quần đi nè. Form này form dạng form ôm ha mấy bà. Rồi, con quần này là 178.000 kèm số. Sao còn một cái? 178.000 nha mấy bà. Rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã C9 giùm em nha mọi người. Size cho bé từ 17-18kg chốt cho em tới size 40kg. Này 38-40kg nha. 40kg nếu như mà bé gầy nha mọi người. Còn bé bình thường chốt cho em tới 38kg nha mấy bé. Đầu ổng quá. Chị chốt size đi. Chốt sai em nha mấy chế. Tháng rồi à? Sỉ chắc tầm khoảng vài bữa nữa. Còn mấy ngày à? Hàng số lượng 2-3 ngày ok rồi. Này em like mấy cái hàng mà em còn 2-3 ghi mà em mấy bữa nay em làm biếng like á. Cả tuần nay. Hả? Rồi. C9 30kg Hương Quỳnh. 35kg Nga Nguyễn. 35kg Thu Trang Quỳnh Ngọc. C9 2 Hương Linh Trần. 20kg Mộng Đẹp. C9 2 Giang. Rồi, còn cái thứ 2. C9 3 Diễm Trần. 20kg Thu Hiền. Rồi, hết 102. Hết 104 luôn. 356. 34kg Nguyễn Lan. Rồi. Quá nét luôn hả? 40kg Trần Vân. 23kg Đinh Thị Yến. Rồi 23kg Đinh Thị Yến. Cô nẻ nè. Rồi toàn sẵn cô nè. Ngày mai là em cọc về được một lô mới nữa. 21kg Kim Anh Trần. Hàng lớp mi kết tay ngắn nha mọi người. Đầm. Ồ. Chuyến đầm dự. Với lại áo nhiều hả? Mấy đi là hết áo hung rồi đó. Ở đây em còn sót lại 1-2 ghi 3 ghi áo hung này em like nốt cho mọi người. Hàng lớp mi kíp là em về thêm cái váy rồi này kia. Rồi chốt cho em mã này là C9. Em còn mấy size nè. Còn size 16 thôi đó. Còn size 16 mét 4 đậu đi Nguyễn Lan. Rồi đây nè. Rồi đổ qua 16 luôn. Còn 16. Tiếp tục một con quần, trời ơi trời, mấy cái quần này nó nét giả man luôn. Ờ, gái một ly chị. Chốt cho em mã này là C. Gái một ly. C10 giùm em nha mọi người, con này 176.000. Ủa 178.000 kia em phô lên chứ. 178.000 nha, C10 giùm em. Cái quần này form này săn lên nhẹ cái line như thế này rất là đẹp luôn nha mấy chế ơi. C9 37kg miên hoang, 33kg hộp bụng. Con C10 này em có từ size 120 tới size 16, quá nét. 178.000 kèm số không giùm em nha cả nhà ơi. C10 giùm em. Con này C10 nha mấy chế. C10 chốt siêu đẹp luôn con C10 này. Ê cho chế cái 16 đi, cho phú cái 16 đi ha. Cái quần này đẹp quá. Cho chế cái 16 đi. Con này quá đẹp luôn chứ, siêu nét luôn cái quần, siêu đẹp ha. Cái đó rất là đẹp luôn trời. Trời trời, chất nào, nét, từng đường kim mũi chỉ rất là nét luôn, mang như thế này nè mới chết.
một đêm tỷ rồi ha, không có nhiều. Xe này xe mấy ta? Xe 10 chị Phương Thùy để em. Phương Thùy. Phương Thùy một ri xe 10. Rồi cho cái 160 đi lại. Xe 10. Quá đẹp. Xuất sắc, rất là nét nha. Phương Thùy xe 10. Xe 10 25 và 40 kg Cao Nguyễn, 18 kg Nguyễn Trần Minh Việt, 20 kg Phương Hằng, 30 kg Thương Trần, 35 kg Lê Nữ, 21 kg Nguyễn Thị Thanh Xuân, 28 kg Hoàng Lan, 25 kg Su Ri Nguyễn, xe trong gửi Thanh Xuân Nguyễn, xe trong gửi Thanh Thương Trần, 36 kg Hương Đỗ, 26 kg Tố Nga, 40 kg Văn Trang. Rồi còn 2 cái 120. Còn cái biếu, biếu của ai? Còn cái 130 nữa em ơi, hết hàng rồi. Không, đây. Đúng rồi bác. Rồi, tiếp tục cái quần màu kem kia đi em. Trời ơi, nó mướt này, mới chở con cái chút vải này mai lên form nè. Trời ơi. 24 kg cái của chị Hoàng Dung, C9, C6 chị Nguyệt Ngọc. Rồi, mã này là C mấy ta? C11 giùm em, 178.000. Có quần này rất là đẹp, rất là nét luôn nha mấy chú ơi. C11 giùm em nè, trời. Trời, cái form này mấy chế nhìn nè. Cái form quần lên rất là nét ha, chất lên form, chất này lên form này bá cháy luôn rồi. Trời ơi trời. 178.000 đi đâu mua mấy chú ơi. Quá đẹp luôn, con quần này siêu đẹp rồi. Rồi chốt đi nhé, chốt từ đi nhé. Xe 1, xe 2 và xe 4 chị Đặng Ái Nhi. Rồi Đặng Ái 33 Nhi. 33kg Thùy Dư, 26kg Lê Vy, xe 6 Ngọc Anh, 22kg Đỗ Minh Phượng, 30kg Lê Ngọc Diệp, 28kg Vương Nhâm, 30kg Trần Xuân Hương, xe 3 Lệ Xuân, 21kg Sô-cô-la Su Su. Rồi hết 2. Xe 5,5 Thu Trang Mang Trần, xe 5,5 Phương Nguyễn. Quá đẹp luôn, mấy chị nào chốt được cái này đi ra cho em xin một hai chia sẻ nhé. Ôi ôi cái quần nè, thấy hỏi ôi ông lên form nét không, siêu đẹp luôn. Rồi tiếp tục đi bác. Lấy đi, ok lấy đi. Trời ơi biết rồi, lấy rồi luôn rồi. Chưa lấy ai đi cái này, chưa gì nha. Rồi chốt cho em mã này là C. C12. 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 Bù con này. Thành nán vây. Nghĩ bù nó. Theo cái nán vây còn chèm có góc chèm mà còn ra đỏ. Rồi chớ cho em con này. Để nã chứ sẽ nó tâm vào xoa. Mày ơi má chốt ơi. Chốt cho em mã này là C12 giùm em cú đấm. Rồi. Trời ơi tỉnh rồi chơi tao quá trời. 178.000 nha mấy chế. 178.000. Trời này là C12 giùm em nha mọi người. Cái chốt mà chốt bãi nó trời ơi trời. Rất là nét, rất là đẹp nha mọi người ơi. C12 kèm số cân giùm em nhé mọi người. Form siêu nét luôn ha. Cái này em có từ size 120, em có tới size 160 giùm em nhé mọi người. C12 giùm em được 3 g á. C12 chú chị ạ. La la đi em, C12. La la chế, còn hàng. Rồi. C12 xin đưa Diễm Vi Túc, 40kg Ban Mai Xanh, 19kg Nguyệt Như Nguyệt, 30kg Anh Ngô, 34kg My Huỳnh, 16.6 Mimi Trần, 16.3 Trần Giảng Hương, 16.4 Trúc Minh Nguyễn. Rồi mã này chốt cho em là mã C mười mấy em? C12 nha mọi người ơi, chốt vào form siêu đẹp luôn nha. 25kg Trúc Minh. Rồi. Xin chăm sóc chúc nguyện. Chăm sóc chúc nguyện hết rồi. Sao mà lấy à? Sao mà mặc được đây? 35kg Mimi Lan. Trời ơi cái mít khay nè mọi người ơi. Chị nào còn nhớ không ta? Cái này 188.000 nè, không đủ để bán. 18kg Nguyễn Trần Minh Việt. Rồi hôm nay sót lại 2GB. Em còn sót lại 2GB bên kho mới đem qua. Trời ơi trời. Con này nó nét giả mang nó chết. 36kg Liễu Nguyễn. Rồi. Còn 120 thôi đó. Rồi còn size 120 thôi đó. 22kg Mộng Đẹp. Rồi Mộng Đẹp. Con có chế ơi, chế ơi, còn sót lại hả? Rồi chế. Em còn cái 20. À. C10.
C12 em còn cái size 2 là em hết hàng nha mấy chế rồi. Chốt cho em mã này là C13 giùm em. Phong C12 cái cuối cùng chị Thiều Mỹ Khanh. Phong này bé trai gái đều mang được giùm em 188 này giùm em. Mã này là C13 nha cả nhà, nhìn giùm em là trời size 2 chốt tới size 6 nha. Mã này tới 40kg giùm em nha mấy chế. Chốt C13 bá làm gì bá? Ôi con vua kể đi cho nó bay đi. Bời má này chết. Đập chi cho nó vô trời. Cái này vâng 25kg. Gặm dễ sợ. Không sợ. C13 25kg Mai Ngọc Bình. Rồi C13 35kg Mi Huỳnh. C4 Thọ My. 26kg Lê My. C5 Phương Nguyễn. 24kg Hiền Lê. Rồi mấy chị khách mới mình cần anh kèm chiều cao hoặc là số cân giùm em nha, em lấy size chính xác cho mình nha chế ơi. Rồi mã này là C13 giùm em 188 ngàn, rất là đẹp luôn trời, áo da này. Ôi ôi hôm trước em like có màu kem và màu đen đó mới chế nhớ không ta. Size 6 Tú Lan Nguyễn, siêu xuất sắc trong con này nha. Con này mùa lìa. Size 6 Quỳnh Lam. Rồi Quỳnh Lam size 6. Ôi 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 nè quá trời đẹp luôn rồi mới chế. Cái áo liền áo da đó siêu nét. 18kg Bạch Hồ. Còn cái size 2 nữa mày bạn. Rồi chốt cho em mã này là C. Kế cuối cùng chị Bim Bim Bim. C14 đúng 1 riêng luôn nè. Sao xì ngon rồi bạn. Em hát C13 nha mấy chị ơi. Hàn tàu quý giang thật là. Ok, biết rồi, xin lỗi. Chốt cho em mã này là C. C14 giùm em 155.000 cái quần jean này nha. 155.000 kèm số cân giùm em. Cái này em có từ size 100 mà. Ê mấy cái áo này ba ghi là chịu đâu rồi. Ừ để cái like rồi. Rồi chốt cho em mã này là C14 giùm em 155.000, size từ 101 tới size 150. 16, 17, 18 kỹ chốt cho em tới 35 kỹ cho mọi người. Form rất là đẹp luôn. Mà đây chốt cho em là mã C14 nha. C14 rất là đẹp luôn. C14 size 101 Hiền Mai. Rồi em. Ôi em có mấy cái áo xe nhí nè mọi người, chờ em tí xíu nha. Chờ tí xíu. Okay, 61 và 62 chị Hiền Mai. Rồi. 32kg Hương Quỳnh. Rồi. 63 Đỗ Nguyên. Rồi. Từ thôi. Đâu? Kìa. 65 Dung Trần. Còn cái 104. 32kg nãy mình mới đọc đâu. Nãy mình mới đọc 32kg chị gì Trần đó. Linh Trần. Linh Trần. Đó rồi. Chú cho em mã này là C. C15. Con này có ghi rồi mấy chế ơi. Chú cho em con này cũng 155.000 luôn nha. C15 kèm số con giùm em nhé cả nhà. C15 nha mấy chế. 155.000 C15. Size cũng từ 101 tới 150 luôn. Con này từ 16-17kg chốt cho em tới 35kg nha. 16-17kg chốt cho em tới 35kg. Size 15, size 3 Đỗ Nguyên. 34kg Nguyễn Lan. Rồi, 34kg Nguyễn Lan. Bé gái nha. Bé gái hả? Bé trai hả? Có hai màu, em lên trước màu màu vàng đi. Rồi. 16kg Kim Tinh Chương. Rồi. Còn 2. Rồi chú cho em con áo này. Mấy chị khách sĩ chắc chờ em vài bữa nữa đi mấy chế. Đúng rồi. Số 4 Diễm Trần. Cái hãng này ngày mai ngày mốt gì Mi Tạ. Em đi qua bệnh vỡ em khui mấy cái hàng có số lượng về cho mấy chị khách sĩ nha. Rồi chú cho em mã này là C. C16 giùm em nha mọi người. C16 kèm số con, mấy chị khách sĩ qua bên Facebook nhặt size giùm em nha. Rồi mã này C16 em có từ 80kg chốt cho em tới 18kg nha cả nhà. Cái này chốt tới 18kg thôi nha Phương ơi. Mã này là 110 ngàn đi em. 110 ngàn. C16 giùm em luôn nha cả nhà. 110 ngàn. 80kg chốt cho em tới 18kg nha cả nhà ơi. 110 ngàn kèm số cân. C16 nha cả nhà. C16 110 ngàn em. C16. Ê mấy cái đó lấy qua đây hết đi bác. Tí nữa bác gỡ ra. Chút xíu đi bẻ không nè. C16 17kg Nhung Nguyễn, 10kg Nguyễn Dung. Rồi. 11kg Yến Trinh. C12 Diễm Trần. Chất quá đẹp luôn con áo này ha. Siêu nét luôn.
Rồi. 13 ký Trang Nguyễn. 13 ký Trang Nguyễn rồi. C16 nha. C16 chốt cho chị rồi. C90. Là làm gì đi. Rồi. Rồi, còn ghi đến gì? Đâu. 13 ký Đại Trinh. Rồi. Rồi còn size 80. 18 ký Diễm Phan. Diễm Phan rồi. Mã này là C16 nha cả nhà ơi. Em hết C15 rồi chị Hồng Ngọc ơi. Chốt cho 16 giùm em nha chết. 16 ký Phương Trinh Trinh. Phương Trinh Trinh rồi. Ừ, Hạnh My hay. Phúc Tỷ á. Rồi chốt cho em mã này em còn từ 80 ký. Chốt cho em tới 16 ký nha. 11 ký Huỳnh Chi. Huỳnh Chi rồi. Size 80 90 Hà Ý Leona. Hà Ý Leona nè. Nè nè. 12 ký trở lên. Rồi em lên màu trắng nha cả nhà. Con này 110.000 luôn màu trắng. Em còn size 100 và size 101 nữa chứ. Rồi chốt cho em màu trắng là mã C10 C17 giùm em nha. Màu trắng là C17 kèm số con. Màu trắng chốt cho em là mã C17 nha cả nhà. C17 em có từ size 80 ký chốt cho em tới 78 ký C17. C17 chốt chị Mỹ Yến ghi đi em. Rồi C17 kèm số con giùm em. 80 ký chốt cho em tới 18 ký nha cả nhà ơi. C17 kèm số con giùm em nhé. Chép 110.000 luôn. 110.000 kèm số con giùm em. C17 được 2 ghi. C17 16 ký Dung Phạm. Rồi Dung Phạm. C22 2 cá chị Xuân Marina. Rồi 2 cá 102. Chị Hoàng Nguyên ơi, chị lên kèm số điện thoại với em mới chút đâu cho chị nha. Rồi mấy chị khách mới lên kèm cái số điện thoại đi mới chết. Rồi còn 80 ký. 9 ký Hoa Lan Đắk Lắk. Rồi Hoa Lan Đắk Lắk. 12 ký Trần Thanh Thủy. Trần Thanh Thủy rồi. Rồi em còn 80 tới 101 nha mấy chế. 11 ký Duyên Độ. Rồi 11 ký Duyên Độ rồi. Còn 80, 100 và 101. 80, 100 và 101. 12 ký. Rồi 8 ký Hoàng Nguyên. Kiều Hoàng Nguyên em xin điện thoại giùm em nha. Rồi mấy chị khách mở cho em xin số điện thoại nha mấy chế. 8 ký hết rồi mà em. Ủa à, còn cái kìa. Còn cái 100, 101. 12 ký. Rồi 12 ký Thi Xu Xin. Ui Thi Xu Xin rồi. 100, 101 thôi. Rồi chốt cho em mã này là C10 mấy em? C18 giùm em nha mấy chế ơi. C18 kèm số 12 ký An An. Rồi C18 này 110.000 luôn cho mấy chế nha. C18 này chốt chị C18 chốt chị La La đầu tiên nè. La La. Rồi C18 chốt cho em từ 80 ký tới 18 ký nha cả nhà ơi. C18 kèm số con giùm em nha. 110.000. C18 được 3 ghi. C18 11 ký Trang Nguyễn. Rồi 18 ký Đạo Phạm. C2 Diễm Trần. Rồi 16 ký thì Thiền Ngân Spo. Rồi Thiền Ngân Spo. 13 ký cho chị Phương Nguyên. Rồi C2 Thông Điệp Gửi Bạn. Rồi 13 ký Trúc Huỳnh. Rồi 12 ký Trang Kim Tây. Rồi 15 ký Ba Trần. 15 ký Ba Trần. 17 ký Dung Nguyễn. 12 ký Hi Su Xin. Rồi còn 80, 120. 80, 100. Ủa 80, 100 chứ. Sang Trâm, Hà Trần, Thị Thu. Rồi còn 80, 3 cái nè. Ba cái size 80. Rồi chốt cho em cái áo Maracan đang mặc. Áo Maracan đang mặc 118.000 được 2 ghi. 118.000 áo Maracan đang mặc nha mấy chế. Chốt cho em là mã C bao nhiêu ta? C19 giùm em nha mọi người. C19 rất là nét luôn nè. Con C19 ha. Chốt cho em con này là 118.000 nha mọi người. Đồng phải đợt sau nha mấy chế. Đợt này em có chân váy với lại áo rồi này kia thôi. Đồng đợt này em chưa có. C18 chỉ còn size 80 thôi nha mấy chị ơi. Rồi chốt cho em con áo Maracan đang mặc là C19. C18 là còn 3 cái size 80 đó mấy chế. Rồi chốt cho em con này là C19 nha cả nhà ơi. Em có từ size cho bé từ 16 kg, 15-16 kg chốt cho em tới size cho bé 35 kg nha mọi người. 15-16 kg tới 35 kg giùm em. C18 có 1 ký chị Yến Trinh. Rồi Yến Trinh. Con này 118.000.
bán thì cho hôm em mang quần áo cho mày. Mày đợi xe chứ mày là cơ. Đợi xe xe rồi là. Rồi. Chốt đi. Xe 19 xe cho 3 Lý Cẩm. Rồi. Xe cho 2 Heo Kira. Xe cho gửi Xuân Lai Bùi. Chế 120 nè. 27 ký Nhi Trần. Nhi Trần. 15 ký Vi Trần. Vi Trần rồi. 20 ký. Rồi. 20 ký Trần Bảo Linh. Bao nhiêu bao nhiêu về đây. K2 nữa nè, 1, 2, 4, rưỡi. 31 ký Bé Heo. Rồi. Ủa, cái 2 có chưa? Dạ, có à, rồi. 17 ký Hương Nguyên. Còn 1, 1 rưỡi thôi đó mới đúng rồi. Rồi mã này sơn nhiên mới đúng. Dạ, sơn 20 rồi. 15 ký Dương Phương Thảo. Dương Phương Thảo rồi, còn cái xanh 150 hả? Áo thun tay dài được sau đi chị ơi. Rồi chốt cho em mã này là C. C20. 34 ký Lan Trần. Hôm nay có một số mã nha, có một số mã thun tay dài không mọi người hả? Rồi chủ yếu là ngắn tay, rồi chốt cho em con này là mã C20, con này bán cho mọi người 78.000. 78.000 C20 dùm em nha, mấy chế con chân váy rất là đẹp luôn. Chân váy này chốt cho em từ 80 ký tới 18 ký nha cả nhà. 80 ký em có tới 18 ký kèm số con dùm em, con này là C20 nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn, con này đủ size đó. Ôi ôi. Đấy một điều nữa. Có trong có ngoài C20 kèm số con gì đó. Tố à, tố à, tố à. Bốn hàng lầu rồi. C20 chị Hạnh My ghi cho em. 78 ngàn. C20 kèm số con nha mấy chơi. Rồi 78 ngàn con chân váy này siêu đẹp luôn. Lớp Mikit nha. C20 xe cho mốt chị Thu Trần. Rồi Thu Trần. 11 ký Yến Trinh. Rồi. 12 ký SK Diễm Phương. Rồi. 18 ký Nguyễn Phương. Rồi C20. 18 ký Thường Vi. 11 ký Lan Trần. Rồi. 16 ký Võ Nguyễn. Rồi. 10 ký Vương Hằng. 12 ký Nabu. Rồi. 12 ký Mai Lê. Rồi. 13 ký Vương Nguyên. Mã này là C20 dùm em nha. Em có size từ size 80 tới size 120 dùm em. Con chân váy này nói chung là nhiều lớp. Bán cho mọi người 178 ngàn thôi. Chân váy này C20 kèm số con dùm em. Chị nào mình chưa rột tên cùng bên lại. C20 em chỉ có size nhí thôi, không có size lớn nha mấy chế. Không có size lớn nha. 18 ký Thảo Phạm. Thảo Phạm rồi. Chỉ có size cho bé size 80 cân tới 18, 19 ký thôi, 4 tuổi nha mọi người. Form rất là đẹp luôn. Chân váy xè này em còn mấy size chứ. Size cho mốt Nguyễn Thị Thanh Thảo. Nguyễn Thị Thanh Thảo rồi. Chân váy này có kèm với áo thun đó, áo thun luôn đó mọi người. Có cho mấy chế xem rộng một cái. Có khoái nhìn chị Bích Dung ơi. 10 ký Ngân Vũ. Xinh lắm đó mọi người, rất là xinh luôn đó trời. Có nguyên set, mọi người có với áo thun cũng xinh ha. Và có với áo kiểu cũng rất là xinh luôn. Size 35 ký thì chị xui được chứ. Size 19 có size nhí thôi đó chế, 80 ký trở lên thôi ha. Rồi 80 ký trở lên chốt cho em con này là size 19 78. Size 21. Ủa size 20 sao lại mới chế size 20. Rồi. Size 20. Rồi tiếp tục mã này là size size 21 giùm em nè. 18 ký hàng xù. Hàng xù rồi. Mã này chốt cho em là mã size 21 nha cả nhà ơi. C1 118 ngàn, C21. Chị mi trên vỏ chị lấy 12 kg là C2 chị ơi. Mi trên vỏ này chế. Rồi mã này chốt cho em là mã C nhiêu em? C21 giùm em nha mấy chế. C28 kg cherry đặn. Cherry đặn. 11 kg Thanh Huyền. Rồi. Mã này là C21 cái chân váy. 16 ký Candy Cloud. Chân váy này là mã C20, chân váy này là 78.000 size 80 tới size 120. Còn áo này là C21 118.000 C21. C21 nha cả nhà. Rồi cái quần này em bán rồi, mã C1 đầu lái á mọi người, em bán hết rồi mấy chế ơi. Quần là em bán hồi đầu lái trơn rồi đó mọi người, em còn áo rồi này kia nè. Còn một ít quần ngắn ha. Rồi chốt cho em mã này là C C21 từ size 101 tới size 150, con này 118 ngàn, hãng lớp Mikit mọi người ơi. Mua áo thun là rất là đẹp luôn, các hãng này áo thun rất là nét ha. Chị nào mua về cũng rất là ưng luôn. Cái chất vải siêu đẹp luôn ha. C21, C24, Thương Nguyễn. C22, Thông Điệp gửi bạn. Rồi, Thông Điệp 16 ký thì Nhan Bô. Rồi.
25kg mi trên vỏ. Mi trên vỏ rồi. 30kg lên Ngọc Diệp. Rồi lên. 25kg Lâm Bảo. Rồi. 18kg SP. Rồi SP. Rồi nè, 18. Rồi còn 120 với 100 nhiêu? 120 và 150. Em còn size 120 và 150. À, cái áo đó là 118.000 nha. 120 Hồ Chung. Rồi. 118. Rồi chốt cho em mã này là C. C22 giùm em nhé mấy chứ. C22. Cô về chứ cô về luôn. Cô về cắt được rồi. 34kg Lan Trần. 33kg Anh Thi. Đó rồi. Chốt cho em mã này là C20. C22 giùm em nha cả nhà. Em có từ size 101 tới size 150. 15kg chốt cho em, tới size cho bé 35kg nha. Cái này 14kg mặc sẽ rộng đó chứ. Rồi chốt cho em mã này là C22 kèm số con giùm em. C22 form rất là đẹp luôn. Con này bé trai gái đều mang được hết đó chứ. 118.000 C22 giùm em. 118.000 C22 kèm số con nha cả nhà. Ủa, C2 Diễm Trần. Cái này đâu? 28kg Nguyễn Khánh Trang. Chút xíu đi. C3 Nguyễn My. Cái này hình như có. C3 Lý Cẩm. 34kg vậy ta? 2kg à? 35kg Linh Trần. Linh Trần rồi. Rồi còn mấy size đó mọi người? 25kg Lâm Bảo. Rồi 25kg Lâm Bảo. Em thấy chị Thảo Trần Duyên là chế, em thấy chế nha. Rồi. Còn 120. Rồi. Còn 201 và 202 nha mấy chế. 16kg ngăn thì ngăn vô. Rồi thì ngăn vô. Còn 12. Nãy giờ em like bằng 3G mấy chế. Hết 3G nó kết nối. Không. Nãy giờ thay bằng. Nãy giờ thay bằng 3G. Trời, like cả tiếng đồng hồ bằng 3G. Đó có sao. Hết tiền điện thoại luôn. Chắc không được. Ồ, cái này 120 chắc tới 20 thôi. 20 là 22 cái tuổi. Ngắn, sợ ngắn. Cái này chốt tới 20 thôi. 16 tới 20 thôi, 15, 16 tới 20kg. Rồi, C2 mấy vậy em? C22. Rồi, cái này C23 nè, 118.000 nè em. C23 118.000 có từ size 101 tới size 150 nha cả nhà ơi. C23 kèm số con giùm em nha. Cái ô áo cho bé gái rất là xinh như thế này. Mọi người có bị mờ không mấy chế? Mọi người xem có bị mờ không ta? Nãy giờ em like bằng 3G á mọi người. Vừa hết 3G cái nó bị kết nối kém. C23 16kg Kim Tinh Trương. 35kg Mimi Lan. 24kg Dương Diệp. 35kg Thu Trang Huỳnh Ngọc. C23 Ngọc Quý Huỳnh. Rồi Ngọc Quý Huỳnh. 19kg Tường Vi. Tường Vi rồi. Má mày tiêu chứ còn. Rồi còn 124. Chốt cho em mã này C23 nha cả nhà. C21 Dung Milo. Rồi. C22 và 104. Em còn C22 và 104 nha mấy chứ. C104 chị Ngọc Đường. Ngọc Đường. Ủa Cưng có chỉnh lại bình luận chưa, cái thời gian bình luận đó. 26 ký Nhung Trinh. Rồi. Rồi còn cái 120 cuối cùng. Rồi chốt cho em mã này là C. C22 Cao Tuyền. Ừ, vừa mờ vừa bị đứng. Ok hơn chưa mấy chế ơi? Ok hơn chưa mọi người? Nãy em mới bị hết 3G á. Nãy giờ em quên đi ra ngoài mà em quên chỉnh. Vô nhà em quên chỉnh wifi lại. Rồi chốt cho em mã này là C20. C24 cho em 110.000 con áo này đi. 110.000 ba lỗ nha, cái chất này siêu đẹp luôn. C4 em có từ size 101 tới size 150 luôn. Đúng rồi, đông. 101 tới 150 luôn giùm em nha cả nhà. Size em có từ size 101 tới size 150. Con này là C24 110.000. Không thấy gì luôn hả chế? Ok hơn chưa mọi người ơi? Mấy chế ơi, chị nào thấy em cho em biết là ok hơn không chưa mấy chế? Ok hơn chưa mọi người? Rồi mã này C24 nằm trong. C24 20 30kg chị Thúy Duyên. Rồi Thúy Duyên. 15kg chị Hoa Trần. Rồi, C23 Hà Nguyễn. Rồi. 18kg. 4,5 à nè. Còn size 140, 150. Còn size 140, 150 nha. Mạnh này C24 còn 140, 150 nha mọi người.
rất là đẹp luôn. Con áo này còn 30 rồi, 20 con này còn 30 tới 35 ổ không 25 tới 35 kg 26 kg 3 trần 3 trần 25 kg chuông viên sẽ trong rưỡi ngô kim thì ngô kim thì rồi. Chốt cho em con này 110.000, rất là xinh luôn. Con này basic trai gái đều mang được giùm em nha. 80kg chốt cho em tới 18kg. Mã này là C25 giùm em nhé mọi người. 110.000 trai gái đều mang được giùm em ha. 80kg chốt cho em 18kg C25 kèm số con. C25 giùm em nhé mọi người. C25 kèm số con. C25 cho chị bỏ tiền đi được em. Rồi C25 con này 110.000 kèm số con giùm em. 80kg chốt cho em 18kg. Quần dài em lai đầu lai hết rồi chứ ơi. Còn quần lỡ, với lại còn một quần lỡ. Quần lỡ với lại áo đồ này kia nhiều nha mọi người. Chị nào mà săn áo với săn quần lỡ rồi này kia ở lại với em ha. C25 15kg pha trần rồi. 12kg hi su xin 11kg lan trần rồi. 10kg xuân lam sang trâm trang ngọt. 18kg chị Nguyễn Phương rồi. 14kg anh trần xa lại cái này. Mai đi chơi đi chờ mình đẩy cho mình nhả. 10kg phương hằng con này trai gái đều mang được nha mấy chế. Form rất là basic luôn, rất là đẹp mọi người. 110.000 áo. 102 cao free rồi. Còn size nhiêu? Size 80, 90, 101, 102. Cái form áo quá đẹp luôn mấy chế. Cái màu này bé trai gái đều mang được nha. Chốt cho em mã này là C25. Em còn mấy size? Em thấy chị hứa ái hoài này chế. Em thấy chế nha. Chị Nguyễn Trương ơi, chị bắt mới là kẹp thương thỏa giúp em nha chị ơi. Rồi em còn mấy size? Size 80, 100, 90, 151. C25, 18kg hàng xù. Rồi hàng xù. C21, 5 lý. Rồi 5 lý. Rồi chốt cho em màu này là C26. Màu này chốt cho em là mã C26 kèm số con. Cũng 80kg tới 18kg luôn nha cả nhà ơi. C26 kèm số con giùm em. Con này là mã C26. C25, C21, quy trần. Rồi, C21, quy trần. C22, 105 na. Rồi, 105 na. Còn size 80, 90. Hà kem nè mấy chị khách mới, Hà kem lên kèm cho em cái số điện thoại nha, mới in đơn được cho mình nha. Mấy chế không lên kèm số điện thoại là em chốt đơn bằng niềm tin luôn đó mọi người ơi. Rồi chốt cho em mã này C25 còn size 80-90 nha. Rồi chốt cho em mã này C26 nè. C26 cũng 110.000 luôn, màu trắng giùm em. Size cho bé từ 80kg chốt cho em tới 18kg nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thấy chị Hưng lên nè chế. Áo đầm hôm nay em có like chứ ơi, áo đầm bữa sau nha. Hôm nay em like áo, chân váy rồi này kia cho bé thôi. Còn váy rồi này kia bữa sau em mới like ha. Rồi, quần rồi này kia cho bé gái mọi người chứ không có váy thôi mấy chứ. Rồi mã này chốt cho em là mã C26. Rồi C26 18kg diễm vang. Rồi 16kg kim tinh chương. Rồi C100 heo còi. Rồi còn 80. 80 và size 2 thôi. 80 và size 2. 11kg Quách Thị Minh Quyên. Rồi Quách Thị Minh Quyên rồi. Size 2 105 na. Rồi. 18kg Liên Nguyễn. Rồi. 8kg Cao Tuyền. Rồi 8kg Cao Tuyền nè. Rồi còn 102 thôi đó mới chết. 16 tới 18kg đó chốt cho em hả này. 18kg Nguyễn Phương. Rồi. Cái chế đang cầm là size 100. Rồi chốt cho em con áo này ha, dành cho bé gái rất là xinh luôn. Chốt cho em mã này là C27 giùm em, con này 118.000 nha. Cái áo này dạng kiểu 118.000 giùm em, C27. C27 118.000, size cũng từ size 80. Ủa cái này size như 90. 100, cái quy chế là 100 nè. Rồi 90, 100, 101, 102, từ 90 trở lên nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn, con này 118.000 giùm em. Size cho bé từ 10kg trở lên, có tới 18-19kg. Mã này là C20, C27 kèm số con giùm em nha cả nhà. C27 kèm số con nha mấy chế. Form rất là nét luôn con C27 này. C27 siêu đẹp nha mọi người ơi. C27 12kg ghi Chi Nguyễn. Ghi Chi Nguyễn rồi. 16kg Kim Trương. Rồi, Kim Trương. 20kg Lê Thư. Rồi. 13kg Bóc Nữ. Rồi. 13
Hết 100 rồi, còn 90 á. 15kg Lâm Hằng. Không, 13kg chắc rồi. 13, 15. Ôi nè nè, 100 rồi. Ôi, 100 rồi. Còn 120 á. 13kg Nguyên 2. Rồi, còn 120 á. Em còn size 120 nha. Không thấy luôn chị ơi. À, chị Trần Thảo Trần Lê Thảo ơi, chị thoát ra vô lại giùm em nha chế. Em còn size 120 nha mọi người. Con này mặc được tới 18-19 kg. Size 120 da anh. Da anh rồi. 18 kg nghe đàn. Rồi còn cái 120 cuối cùng. Rồi chốt cho em con này làm AC C28 giùm em nha. Con này 118 ngàn giùm em nè mấy chế. Em có từ 101 tới size 150 giùm em. Con này basic mặc cho bé trai với gái đều được nha mọi người. C28 kèm số phân giùm em nha mấy chế. C27 cái của chị Lương Huỳnh. Lương Huỳnh rồi. Mà này là C28 nè. Em đồ ấm không có chứ ơi. Em có đồ dạng xuân thu thôi mấy bà. Ừ, chị Long Huỳnh, chị Bích Dung ơi, chị hỏi gì vậy chị? Chị hỏi lại giùm em nha, shop gì? Em nhiều khi tụi em không thấy bình luận của chị bên em á, không trả lời thôi. Còn chị nào mà hỏi em thấy là em trả lời liền à mọi người. Chứ không phải là thấy bình luận của khách mà không trả lời đâu. Rồi, em thấy chế nha, có gì chị hỏi lại giùm em. Mua hoài không được á, chế ráng tương tác bài viết giùm em nha chị ơi. Những cái này em có số lượng rất là ít thôi, nếu mà mấy chế thích mấy chế comment liền giùm em nha. Quần trắng phía sau em có size 101 nè, em còn cái size 101 thôi mới chết. Rồi chốt cho em mã này là C28 giùm em 118.000, size từ size 101 tới size 150 giùm em nha cả nhà. 15-16kg chốt cho em tới size 35kg. Con này trai gái đều mang được, rất là đẹp luôn kẻ ha. Chốt vải siêu nét giùm em nha cả nhà ơi. Con này C28 kèm số con. C28 size 102 Đỗ Nguyên. Rồi. 27kg Di Trần. Rồi. 23kg Zena Hoàng. Rồi, C28 size chung nha. Size 15 tới 35kg. Size 102 Gia Anh. 35kg tuốt trang Bình Ngọc. Rồi. Còn 1 như 135. Rồi em còn size 101, 130 và 150 nha cả nhà. Size 101, 130 và 150 nha. Size 150 Lan Trinh. Lan Trinh rồi. 16kg Thiền Ngân Sport. Thiền Ngân Sport. Mấy chế qua, mấy chị cách sĩ qua bên bay nhặt lẻ giùm em luôn đi. Mấy chế qua 25kg Trương Duyên. Rồi Trương Duyên. Xe 101 và 150 thôi đó mấy chế ơi. 35kg Mi Mi Lan. Rồi, còn 101 thôi đó. Bữa 6kg Candy Cloud. Chân váy em có lên nha chế ơi. Váy hôm nay em không có lên nha. Lâu lâu vô sọt một hai mã thôi chứ em không có nhiều váy như hôm nay. 15kg kéo cùng cho chị Fashion. Rồi chốt cho em mã này là C29118 C29 giùm em. Phong rất là đẹp luôn cái áo này hả. Em có từ 101 tới 150. Con này 118 ngàn luôn nè. 118 ngàn kèm số không giùm em. C29 nha mấy chế. C29 em lên nhanh nhanh cho mọi người nha mấy chế ơi. Mấy cái này em có riêng riêng thôi à. Mấy chị khách sĩ đi qua bên bay nhặt lẻ luôn đi và báo đơn sĩ cho em. Rồi em lên tab sĩ cho mấy chế nha. C29 35kg đi Bella. 22kg Đồng Nguồn. Rồi 25kg Hoàng Anh Lê. Rồi Hoàng Anh Lê. Rồi còn 101 và 102 là em hết hàng. Rồi, còn 101. Rồi, chốt cho em mã này là C. Sao chị tức gì chị Nguyễn Lan? Sao mà tức nè? Sao tức chế ơi? Lên tay dài hả chế? Tay dài chắc hẹn chế hôm khác đi nha. Tầm khoảng 2-3 bữa nữa em lên tay dài nha. Hôm nay em soạn tay ngắn nhiều à chế. Hôm nay em soạn tay ngắn nhiều. Tay dài hẹn nha chế ngày mai đi. Tay dài mai nhí em còn LGG một ít. Trưa mai em like hàng LGG tay dài nha. Rồi, uống nước suối lành mạnh chế. Uống nước suối lành mạnh, đúng rồi chế ơi. Uống nước suối cho lành ha. Trà sữa lành mạnh quá. Rồi, chốt cho em từ size 101 tới size 150. Con này 118 ngàn, rất là đẹp luôn. Chất vải siêu nét nha mọi người. Ôi ôi. Rồi. Mã này là C nhiêu nè? C30 giùm em nha. Toàn size chung không hả chế? Size nhí cho em vài bữa đi chế. Rồi, chốt cho em mã này là C30. Có size nhí nè chế, em có soạn ra một ít mã size nhí nè. Tại này có 1-2GB, em không có trang mẫu nên em không biết hôm nay là em có áo size gì nhiều. Nên là mấy chế gán coi giùm em nha. Hàng ngày mai chưa mai em like, còn ít hãng là GG em like nốt luôn. Quần chế ơi, size nhí hả? Quần ngày mai là GG còn ít nữa kìa. Mai em like luôn. Chút xíu đi. Quần chờ chút xíu nha. Lấy gì. Quần chờ em chút xíu nha mấy chế, rồi bác soạn quần ra nó đi. Thú kìa đi. Xe 30, xe 3 luôn hàng, 28kg Nguyễn Khánh Trang.
Rồi chốt cho em con đầm này nha mọi người. Có đầm là mới chết. Em không biết luôn á. Rồi chốt cho em con đầm này giá 138.000 cho mọi người nha. 138.000 con đầm rất là xinh luôn ha mọi người. Chốt cho em từ size 101 tới size 150. Con này 16 kg. Chốt cho em tới 35 kg nha mấy chế ơi. Rồi mã này chốt cho em là mã C nhiêu? C31 kèm số cân nha cả nhà. C31. C31 kèm số cân nha. C31 chứ nữa vô kim thi. Rồi, C31 đủ đi. Rồi. C31 Ngọc Quý Huỳnh. Rồi. Chuyện rồi. Rồi con áo này trai gái đều mang được chứ chế ha. Chốt cho em mã này là C32 mới lên con đồng đó chế. Rồi chốt này mã này C32 giùm em nha. 18kg thường là mặt size 102, bé nhà chị cao bao nhiêu chế ơi. Chốt cho em mã này là C32 giùm em là C31 còn cái. C31 em phụ chị Thu Hà. Rồi chốt cho em mã này C32 kèm số con nha cả nhà. Em có từ size 80 chốt tới size 102 giùm em con này 110.000 đi. 110.000 nhé mấy chế. 80 tới size 102 kèm số con giùm em. Mỗi cái em có 1 size rồi đó mấy bà ơi. C32 11kg Trang Nguyễn. 11kg Trang Nguyễn. C80 3 Trần. Rồi 3 Trần còn 101, 102. C90 Diễm Mi Túc. Rồi Diễm Mi Túc. Chị Dương Nguyễn. Rồi, 102 Dương Nguyễn. Sorry chế nha, chứ chồng mã khác giùm em nha chế. Em còn sang 101. 14kg China Chen. Rồi, China Chen. Em còn cái 101. Chốt cho em mã này là C33118.000 C33. Size từ 15 chốt cho em tới 35kg nha. Con áo này form cánh dơi rất là nét như thế này nè mọi người. Form siêu đẹp nha mấy chế. Form này rất là xinh luôn ha. Chốt cho em mã này là C33 kèm số cân. C33 kèm số cân giùm em nha. Hôm nay em không có lai áo sơ mi đâu chế. Hôm nay em chủ yếu là lai áo khung với lại quần đồ này kia nhiều nha. Mã này là C33 này mới chế. Size em có từ 101 tới size 150. Cái này 15-16kg chốt cho em tới 35kg nha. C33 giùm em. C33 cho em gửi Lan Trinh. 24kg Lệ Xuân. 30kg Quỳnh Trần. Rồi Quỳnh Trần. Đỗ Nguyên. Số 1 anh Hoàng. Rồi anh Hoàng. Rồi chốt cho em tiếp tục mã này là C34 giùm em nha cả nhà. 138.000 C34 kèm số con. Em có từ 101 tới 150. C34 138.000 giùm em. C34 cái màu quá đẹp. Cái màu phối này mấy chế ơi. Siêu nét luôn ha cả nhà ơi. C34 giùm em nha mấy chế. Đây để đây chế. Rồi mã này chốt cho em là mã C34 nha. C34 kèm số con giùm em. Size từ 101 tới size 150. C34 138.000 giùm em. Form rất là đẹp luôn con C34 này mấy chị. Con này siêu nét luôn cả nhà ơi. C4 số 101 Minh Hiếu. Rồi Minh Hiếu. 22kg chồng mấy chị Julie An Nguyễn. Rồi. Mét ừ lấy. Số 150 Ngô Kim Ni. Rồi. 28kg Minh Nguyễn. Rồi. 23kg chị Đinh Thị Yên. Rồi hết luôn. Chốt cho em mã này là C. C35 giùm em nè. C35 kèm số con, cái này size nhí nha mấy chế. C35 này 138.000 luôn, size 80 tới size 102. Con quần này 138.000, có từ size 80 tới size 102 nha mọi người. Form này bé trai gái đều mang được nha mấy chế. Form này form quần ngắn hả? Trai gái đều mang được, có kèm áo khung giùm em. Mã này chốt cho em là mã C36. C35 thôi mấy chế. C35 kèm số con giùm em nha mấy bà. Đang kiếm cái áo này để phối nè. Cái áo tay ngắn nãy mới chế một cái áo màu trắng là vừa lúc nãy luôn. Phối cái này xinh lắm. C35 11kg Ngọc Bé. Rồi Ngọc Bé 138.000. 15kg Đặng Thị Huyền Trân. Rồi. 18kg Chu Minh Nguyễn. Rồi. 8kg Nguyễn Thiện Vi. Rồi. C41 Hồng Ngọc. Rồi. Rồi chốt cho em mã này là C36. Chị Hồng Ngọc không có C35 nha chị ơi. Không có C41 rồi. Em hết sang 101 rồi sau đi chế, em còn sang 100. Rồi chốt cho em mã này C36 kèm số cân. Con này 138.000 luôn nha mấy chế ơi. Con quần này form rất là đẹp luôn nè. 138.000 giùm em, size 80 tới size 102 luôn nha. Mã này là mã C36. C35 em còn cái sang 100.
C35 chị Diễm Đoàn. Rồi C36 nè mấy chế, 118 ngàn C36 kèm số cân. Size em có từ 80 tới 120 nha mấy chế. Đây được 2GB nè. Size 80 tới size 120 em. Được ghi máy à. 80, 90 mỗi cái một size nè, còn lại là hai cái hết. Rồi mã này chốt cho em mấy chị khách tỷ, đi qua bên Facebook nhặt giùm em đi nha mấy chế, nhặt lẻ size giùm em đi, mấy cái này không có số lượng, không thể nào mà nhặt cho mọi người được hết. Cái này em có ghi ghi rồi mấy chế. C36 hoa ký bất ngữ, C32 ngăn tuyến. Rồi. 11 ký đó chị Yến Trinh. Rồi, 16 ký Điền Aspo. Rồi hết 90 nha em. 10 ký Ngọc Bọc Bọc. Hết 80 luôn. C32 Nguyễn Thị Hảo. Rồi, Nguyễn Thị Hảo 120. 14 ký Hương Thu. Hương Thu rồi. 16 ký Hương Ngô. Hương Ngô. Hết rồi. Rồi chốt cho em mã này. Mà nó còn nó in nữa. Nó không xoáy rồi. Chốt cho em mã này là C37 giùm em nha, 138 ngàn C37 kèm số cân. Em có từ 15-16 kg, chốt cho em tới 35 kg nha mọi người ơi. Cái phần quần này rất là đẹp luôn. 138 ngàn C37 mấy chế. 138 ngàn mấy cái quần này mấy chế, săn lên nhẹ vậy nè, form rất là đẹp luôn hả. Phúc sắc, trời ơi, chất vải nè, mai rất là kỹ luôn. Cái hãng này nó làm cái form rất là nhẹ mà mềm, cái chất vải siêu mềm luôn mọi người. Mặc nhẹ nhàng lắm, rất là thoải mái luôn. Không chốt được chị Trân ơi, chị Nghi Hạnh này, ráng tương tác bài đi mấy chế ơi. Mấy cái này em có số lượng nhiều, ráng chốt cho em nha. Chị Linh Trần em thấy chế nè chế. Mấy chị nào comment đây, nếu mà em thấy là em trả lời hết à. Nhiều khi các bạn in bill bên kia, bạn ấy dò bill mọi người, dò từ trên xuống dưới, nhiều khi không có để ý tới mấy cái bình luận của mấy chế. Nên là chị nào muốn hỏi gì kèm icon ha, rồi em sẽ trả lời liền luôn cho mọi người. Trên đây hiện lên là em trả lời liền. Tại vì nhiều khi cái điện thoại mà em like nè, nó không hiện hết comment bằng cái máy tính. Trời ơi, không chốt được hả chị Thanh Võ, ráng tương tác, ráng chốt nha mấy chế. Sư 724 ký Hoàng Thu Tâm. Rồi. Sư 71 anh Hoàng. Rồi. 30 ký Lương Trần. Rồi. 20 ký Lý Lê. 35 ký Thu Trang Huỳnh Ngọc. Rồi, hết 120. Hết 150, còn 101. 15 ký Hoa Trần. Rồi. Sư 54 Diễm Mỹ Túc. 54 Diễm Mỹ Túc rồi. Chốt cho em mã này là C. C38 giùm em con quần bé gái mấy chế ơi. Trời ơi, con quần này xinh quá. 138.000 cái quần này giùm em, chất đuổi siêu đẹp luôn nha. Cái này từ size 80 tới size 120 giùm em mấy chế. Trời ơi, form siêu đẹp, form rất là nét nè. Cái chất vải chất đuổi nè mấy chế, nhìn giùm em nha. Con này 132 đi em, 132.000 đi. Con này là C38 em thấy chị Tôn Trúc này chế. Em thấy chị này, chị Hình Thị Ngọc Loan ơi, mấy chế comment kèm icon là em thấy nha. Em chào chị Hình Thị Ngọc Loan này chế. Rồi chốt cho em mã này là C38 nha cả nhà ơi, rất là đẹp luôn con này. 80 kg chốt cho em tới 18 kg nha. C38 còn quần dài size nhí không chế. Quần dài size nhí em chắc còn sót ít thôi mấy chế ơi. Chủ yếu là hôm nay size lỡ nhiều ha. Hàng lỡ nhiều. C38 17 kg Hăng Lê, 18 kg chị Chu Minh Nguyên. Cái mà bộ ở phía sau em còn cái áo thôi đó mấy chế. 11 kg Yến Trinh. Rồi 11 kg Yến Trinh. Còn 80-90%. Em còn size 80-90%. 12 kg Hương Loan. 80 kg nha chị Hương Nguyễn thôi. Size 80 Ngọc Được. Rồi. 14 kg Huỳnh Linh. Rồi. 80% thôi đó mới chết. Em còn size 80-100% thôi nha. Rồi. Chối cho em con chân váy này đi. Trời ơi, rất là xinh luôn nè mấy bà ơi. Chân váy đen. Còn size 80% thôi đó. Tiết Nguyễn có chưa? Size 38. 11 ký Mộc Mộc. Rồi. 12 ký Ania Tướng Anh. Ania Tướng Anh. Ê, cái nãy 11 ký đâu? Nãy 11 ký. Rồi. Mới thích thì luôn. Rồi còn size như 100 với 80 đó. Còn size 80 với 100 đó. Size 100 Tiết Nguyễn. Rồi. Còn cái 80 cuối cùng. Rồi chốt cho em mã này là C39 giùm em con chân váy này, bán mọi người 118 ngàn nha mấy chế. Chân váy này em có từ size 80 tới size 120 giùm em, 118 ngàn nha mọi người, siêu xinh luôn. Cái chế là 90 nè. C38 cuối cùng, C40 chị Nguyễn Thị Giảnh Phương. Rồi cái này của chế size 90 nha. Mã này chốt cho em là C39. C39 kèm áo kèm số con giùm em, khách mới lên kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. C39 size 80 tới size 120 nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn con C39 này. C80, C120 chị Dương Ngọc Thiện Tâm. Rồi. 16kg Candy Cloud. Rồi. 12kg Nabu. Rồi, Nabu. 16kg Kim Sinh Trương. Rồi. C120 Trang Ngọc. Rồi.
hết 101, hết 102, còn 80, 90, 100. Ê, chứ trong đây là chất đủ nha mọi người, chất rất là tiện sò luôn. Lily Kiều. Lily Kiều, rồi hết 90, còn 80, 100. Còn tay 80 và xay 100 nha mấy chế. Còn 2 size thôi đó mấy bà ơi. Em còn size 80 và size 100 thôi nha mấy chế. Trời ơi, con áo thấy cưng quá, chốt cho em mã này là C40. Đen em hết hàng rồi chứ, áo đen mới vừa bán xong rồi. Mã này chốt cho em mã C40, C39 em còn size 80 và size 100. C40 này em có từ 80 tới size 120 nha, 110.000 C40. C40 110.000 kèm số không giùm em. Rất là xinh ha, mọi người chốt nè. Chốt siêu đẹp giùm em nha mấy chế. Rồi mã này là C40 kèm số không giùm em, C40. C40 80 tới size 120, C40. Một ri à. Số 1 số 1 anh Hoàng. Rồi anh Hoàng. Số 102 Lan Trinh. Lan Trinh. Rồi. Số 80 Diễm My Top. Diễm My Top rồi. 12 ký trang kim tây. Rồi còn trăm cuối cùng. Số 100 Giáp Mai Nguyễn. Rồi chốt cho em mã này là C. C41. 110.000 luôn. Cái này cho bé gái nha, sức khỏe siêu đẹp luôn. 110.000 C41 kèm số con. 80kg chốt cho em tới 18kg luôn nha mấy chế ơi. 80kg tới 18kg kèm số con giùm em. Mã này là C41 nha cả nhà ơi. C41 kèm số con giùm em nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn. Ở cái đó là mới nãy không? Cái đó phải đảo lại rồi. Rồi mã này chốt cho em là C41 nè. 80 tới 120 giùm em. 110.000 chốt siêu đẹp nha mấy chế. C41 12kg ngăn bùi. Rồi. 13kg thanh phí. Rồi 80, 101, 102. 80, 101, 102 em còn 3 size. C41. C102 con chút. Rồi, 102 con chút. 16kg Candy Lao. 10kg Nguyễn Trọng Tú. Chốt cho em mã này là C42 luôn. 100, con này 110.000 luôn đi em ơi. Cái này size. Size cho bé từ 80kg chốt cho em tới 18kg nha. Cái này có in hình hoa nhỏ nhỏ. Cái này dành cho bé gái đi thôi. Chế lê chứ. Không phải hoa nữa, cái này trái lê hả? Chốt cho em từ 80kg chế tới 18kg giùm em. Cái quy chế 90 nè. 90. Tới 120 kg trở lên. Chốt cho em mã này là C40 mấy? C42 kèm số cân nha cả nhà ơi. C42 giùm em nha mấy chế. 110.000 chốt và form siêu đẹp ha. C42 12kg Hisusan. Mai như thế này. Hisusin 14kg Hồng Chi. Rồi. Còn 90 size 102. 90 size 102. 90 và size 102. Size 90 Kim Nga. Rồi còn 102. Rồi chốt cho em mã này tiếp tục. C42 em còn cái size 102 nha mấy chế. Chị nào size 102 chịu đọc tên comment lại giùm em. Rồi chốt cho em tiếp mã này là C40. C43 nha mọi người ơi. C43 kèm số con giùm em. Cái chế đang cầm là size 100 nè. Rồi, cái cô chế đang cầm là sang trăm nha. Mã này C43 kèm số cân. Cái gì? 22. La 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 hả? Lấy chị la la cái 120 đi. Rồi, chốt cho em mã này là C40. C43 giùm em nhé cả nhà ơi. C43 kèm số cân nha. Mấy chế cái này 110.000 đó. Mã này C43 110.000 luôn. 80kg chốt cho em tới 18kg nha. C43. Form rất là đẹp luôn. C43 nè mấy bà. Trai gái đều mang được ha, form này basic, trai gái đều mang được em nhé. C43 kèm số con nha cả nhà. Nàng chăm chế nè. 13kg Trúc Huỳnh. Rồi Trúc Huỳnh. 8kg Nguyễn Thiện Vi. Rồi. 12kg Ngân Bùi. Rồi. 104 Tiến Hạnh. Rồi. 102 Sumerina. Sumerina rồi. Em hết hàng nữa đó chứ. Chốt cho em mã này là C40. 4 giùm em, 118.000 C44. Cái này chốt cho em từ 16kg tới 35kg C44 nha cả nhà ơi. C44 kèm số cân giùm em nhé, chế rất là xinh luôn nè. Con này 118.000. C44 giùm em. Size chung 118.000. Size từ 15-16kg chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 35kg. Con này size 101 nè. Cái này 16-17kg mặc đẹp nha mọi người. Trai gái đều mang được cái áo này nha mấy chế. Ờ, thấy cưng lắm. Cái form áo nè, rồi C44 size 120 Sumerina. Rồi. Size 120 Đỗ Quyên, size 3 Ngọc Quý Huỳnh. Rồi. 35kg Hồ Giang Huỳnh Ngọc. Rồi. Size 3 Ly Cam. Rồi, hết 103, hết 102.
Xe em rưỡi Thanh Xuân Nguyễn. Rồi. Xe em mốt Công Chúc. Rồi còn 101. 104. 104. Có 103 rồi còn 104. Xe 431 ký chị Nhi Trần. Rồi còn 101, 104. Còn mỗi cái một tay. Xe 418 thì China Chen. Xin ha mọi người. Còn cái 104 là em hết hàng. Bên chị sĩ như thế nào? Sĩ chị in mốt giùm em nha chớ ơi. Rồi chốt cho em mã này là C40. C45 giùm em nha mọi người. Cái này 118.000 luôn. Cái này dành cho bé gái giùm em nha. Em có một cái size 101 nè. 101, 102, 105. Mấy chị gách tỉ không? Mấy chế ơi, đi qua bên bay nhặt lẻ giùm em luôn nha cả nhà ơi. Cái này em có ghi không có đủ chi cho sĩ luôn đó. Thôi mấy chế rồi nhiều luôn. Sĩ chờ em có 2-3 bữa nữa đi rồi em nhận sĩ mới ha. Và em sĩ cho mấy chế. Rồi chốt cho em mã này là C45 giùm em nha. Quá đẹp luôn con này. Size từ 15 chốt cho em tới 35kg nè. Rồi C44 29kg chị Anh đi ra Tuấn Anh. Rồi em C45 32 chị Thanh Phí. 16kg Phu Vũ. Rồi C1 Cao Tuyền. Còn 1 với 5 thôi. 1 năm thôi em. C4534 Thủy Trương. Rồi 1 năm thôi đó. Rất là đẹp luôn cái áo này ha. Siêu đẹp luôn cái chốt form siêu nét. Còn 101 và 105. C4535 chị Thu Trang Huỳnh Ngọc. Rồi Thu Trang Huỳnh Ngọc. Cái này size 102 thôi á. Còn cái 101 nữa. C4516 chị Nương Ngô. Rồi rồi chốt cho em mã này là C46 nè. Size 102 thôi đó mấy chế. Con này bán cho mọi người giá là 110 thôi ha. Tại vì em còn size 102 thôi. Trời cái áo này cái chất nó đẹp lắm luôn. Rất là mướt và mịn nha mọi người. Cái áo này form rất là nét nè. Chốt cho em mã này là C46 giùm em nha mọi người. 5 cái size 102 thôi đó mấy bà ơi. Chắc nó hết size hay sao. Nó để cho em 5 cái size 102 không mấy chế. Rồi chốt cho em mã này là C46 nè. C46 18kg Đoàn Minh Thư. Cái form này mà không lấy là rất là tiếc nha mấy chế. Cái form áo này quá đẹp luôn. C46 đó. 19kg Thảo Hòa. Rồi chỉ có size 102 thôi 5 cái. Sao có không trả lời lắm. Chị Bình An sao vậy chế? Size 102 còn quần xanh bóng rổ em còn. Hình như còn sót lại mấy size á chế. Có quần xanh bóng rổ em còn á. Mà không biết đâu rồi. Tí nữa đi chế. Tí nữa em lục ra em thấy em bán ha. Rồi chốt cho em mã này là C47 giùm em. Trời ơi cái quần này đẹp lắm nè. Cái quần này hôm qua mình có lấy cho Khải chưa ta? Cái này size 80 tới size 120. Ôi ôi siêu nét luôn nha. Trời ơi cái quần này đẹp quá. Cho Khải cái đi mấy đứa ơi. Trời ơi size 100 đi em ơi. Trời cái quần này quá trời đẹp luôn mấy chó ơi. 130 138.000 cái quần này. Trời đẹp lắm ba. Cái quần này đẹp lắm. Baby lấy đi thôi. Ừ, cái nào cũng đẹp chứ không trời mấy cái quần này. Con hàng cái tội lỗi quá mới chết. Rồi quá đẹp luôn. Xe 47 xe 90 Đinh Hiền. Rồi Đinh Hiền còn 80, 101, 102, 138 ngàn. Ôi ôi cái chân quần vùng hộp phía liên nha Trần. Rồi ôi ôi cái quần này có size 80, 90 thôi đó mới chết. Ôi ôi xe 102 Dân Liên. Dân Liên rồi. Rồi chốt cho em con này là mã C48. Cái quần xinh trời ha, xinh ha bà chế. Rồi chốt cho em mã này là C48 giùm em nha. Cái này em có size 80 và size 90 thôi nha mọi người. Nhỏ rồi được rồi à, nhỏ này quý 80 90 thôi. Miếng đen rồi mình cho quý. Bé gái nha. Con này 140.000 thôi ha. 140.000 cho mọi người. C47 size 101 chị Mai Lan. Rồi bán cái này size 80 90 cho mấy chế là 140.000 thôi nha mấy chế. 92 cái nè. Ừ, 140.000 đi em. Cái này có một số mã, cái một số ấy nó có nó wash cái màu gì nè nha mọi người. Nên là cái này cái tỷ lệ mà cái wash màu nó hơi khác một tí nha mấy chế. Nhìn nè. Hai cái quần nè. Cái này nó quát màu nhiều cái size 80 nó quát màu hơi nhẹ hơn tí nha mọi người. Nếu mà chị nào ok thì mua giùm em ha. Cái này 140.000 thôi bán cho mấy chế. Rồi 12 kg ngân bùi. Ngân bùi rồi còn cái 90 nữa.
Còn lại 80. 80 là nó quát màu này nè mọi người. 80 là quát màu hơi nhẹ chút xíu. Nhưng mà không sao hết trơn mọi người. Cái này riêng nó quát màu. Rồi cái 90 nè. Cái 90 là màu này, còn 80 là cái màu kia đó. 140 ngàn ha. Đầm bé gái chế ơi, hôm nay em ít đầm bé gái lắm chế. Lâu lâu mới lên một hai mã đầm nha. Em nói trước luôn. Tại vì em sợ mọi người chờ. Xe 80 diễn viên tức. Chị Ngọc Quý Huỳnh là chị Ngọc Quý Huỳnh có được chốt A46 không em? C46 xả ra chị đi em. Ôi ôi chế ơi, chút kỹ kỹ giùm em nha chế yêu. Mã này C48 nè. C46 là mã mít cây á. Ngọc Quý Huỳnh 18kg. Có không Ngọc Quý Huỳnh không? Hay á. Mấy đứa tay sao nhiều mấy đứa. Ê đây. Ừ C48. Rồi cái này là C nha. À cái này C48. Cái này là C nha. À chút xíu. Cái này là C46 mà. À 48. C48, C90 chị Kim Nga. Rồi, ờ, xả ra đi em. Ờ, từ từ xả trên bill đi. Chế Ngọc Quý Huỳnh nói chế bóc cho em nha chế. Trời ơi. Xả ở đây đi, xả ở đây với cậu. Trời ơi, đừng xả đồ trên like nha mấy bà. Chị nào mà xả đồ trên like là em kỵ lắm luôn á. Hôm nay mùng 2 nữa đó chế. Nha bà ơi, hôm nay là rất là kỵ luôn á. Ngày đại kỵ đó bà. Trời ơi, tôi là tôi không có nói nha. Nhiều like mà bà vô bà xả vậy người ta chửi. Chửi là chửi dữ lắm luôn á mấy bà, thiệt sự luôn á. Hôm nay là mùng 1, mùng 2. Mùng 1 kiếm ngọc bé. Mùng 1, mùng 2 người ta ngại lắm. Ngại mấy vấn đề này lắm nha mấy chơi. Rồi, rồi còn cái nữa nè. Ủa, còn cái nữa đó. Nói chung là em rất là dễ luôn. Nhưng mà mấy chế gán chốt kỹ kỹ cho em là được rồi. 10 kiếm xung lam. Rồi, chốt cho em mã này là C nhiêu ta. Ôi ôi, cái quần nét nè. Rồi 122 ngàn đi cái quần này nha mọi người. 128 đi. 122. 122 đi rồi. 122 ngàn chốt cho em mã này là C. C49 giùm em nha cả nhà. C49 kèm số công giùm em C49 nha. C49 là mã này là C122 ngàn đi em. 122 ngàn C49. Em thấy này chị Hình Thị Ngọc Loan này chế. Em thấy chế nha. Rồi cái này size nhĩ nè. 122 ngàn giùm em, size 80 tới size 120 nha. Đầm suông áo khoác hả chế? Hôm nay em ít nha chế. Em rất là ít luôn nha. Nếu mà chị nào coi được thì mình coi giùm em nha. Chủ yếu hôm nay em lên áo quần nhiều nha mọi người, em nói luôn á. Hôm nay em lên áo quần nhiều váy em rất là ít. Lâu lâu đi sọt cho hai mã thôi. Sư 193 ký bất nữ. Rồi. 16 ký Candy Cloud. Rồi. 17 ký Nhung Nguyễn. Rồi. 11 ký Yến Trinh. Rồi. Còn 80, 120 đó. Cái quần này form là trời lên cái form nét thôi. Cái này chưa làm form đó mọi người, úp từ trong bịch ra đó mới chết. Đẹp lắm. 18 ký Chu Minh Nguyên. Chu Minh Nguyên rồi. Tài lắm. Tài trông. Còn size 80 thôi đó mới chết. Rồi chốt cho em mã này là C50. C49, C50, Hân Ngọc. Rồi. Rồi mã này là C50 giùm em nhé cả nhà. 138.000 con C50 này. Cái quần này form siêu đẹp, đúng một ri luôn cho chị nào nhanh tay nha. Em có từ size 101 tới size 150 giùm em nha mấy chế. Size 101 tới size 150 nha cả nhà ơi. Rất là xinh luôn con quần này ha. Cái chất nè, nhìn này mấy bà. Chị Yến Nhi comment quá trời hả chế. Mấy chế, mình comment kèm icon giùm em đi cho em dễ thấy mấy chế nè. Rồi C49, Trang Nguyễn. Rồi C49 còn cái cuối cùng size 80. Rồi chốt cho em mã này là C50. Mọi người nhìn qua like chưa có cảm nhận hết được chất vải. Về nhận hàng còn thấy nó nét dữ dằn nữa. Cái hãng lớp mi ký này thật sự em lấy siêu nhiều luôn. Cái hãng này em đặt rất là nhiều. Trời ơi, hàng hè là em về còn đợt cuối nữa. 8.000 hàng nữa là tổng cộng em đã đặt nó là 25-26.000 hàng đó mọi người. Còn hàng xuân hôm trước giờ em về 6.000 hàng cho mọi người là em like hết trơn rồi đó, tính tới hôm nay á. Rồi, hàng hè này em còn về một đợt cuối nữa nha. Chị nào mà yêu thích hãng này nhớ phải săn nha mấy chế. Rồi, cái này 118.000 mã C50. Ủa, 138.000 chứ. 138.000 chứ mấy chế. C50 giùm em nha, C50. C50 kèm số con. Từ đây tới tết thì em sẽ like thêm hai hãng nữa cho mọi người là em... Nói chung là đồ này kia dọn dẹp đồ này kia có chắc cỡ 20 á.
chắc cỡ tới ngày 20 hả? Là em nhảy điện đi mấy lúc em ngưng like thôi, còn là bên em off chắc cỡ 24-25 á mới chết. Xe 50 16kg một mọc 30kg văn lê, xe 120 khoan. Rồi em còn mấy size nhé mọi người. Đẹp quá trời đẹp hả chơi. Cái hãng LG lớp mi kiếp này phải nói là rụng rời luôn á, đẹp lắm. Trời ơi, chị Trần Loan chốt rụng tay mới chốt rụng cái. Trời ơi. Xin cho em gửi đi em ác bụng. Mấy cái mã Marakan là em lên đầu like, chỉ còn cái áo này thôi, tí nữa em lên cho mấy chế. Còn áo á. Không có ghi à. Đầm á chế, đầm hôm nay em có ít nha, đầm hẹn chế bữa khác nha chế ơi. Đầm hôm nay có ít nha. Còn mấy ngày. Đầu xa là thùi rất là nhiều đầm luôn mấy bà. Đây. Rồi chốt cho em mã này là C. C51 giùm em, con này 138.000. Con quần này trai và gái đều mang được giùm em nha mọi người. Chốt cho em từ size 13-14kg đi. Gỡ cái lớn nhất chị coi thử coi. 13-14kg C50 còn không? Rồi mã này C51 giùm em nha mấy chế. 40-45kg đầu like em like. Cái này cỡ 28-30kg 30 đi em. Chốt em tới 30kg nha. Size từ 13kg 13-14kg chốt cho em tới 30-31kg nha mọi người. Đúng một ri luôn cho mấy chế nha. Mã này là C50. C51 confirm quần này trai gái đều mang được. Có kèm với áo không rất là chất luôn mấy chế ơi. Rồi. C51 14kg Bình Thái. Rồi, 18kg Mỹ Châu. Rồi. 23kg Điệp Dương. Cái này đi nghe. Ừ 18. Rồi 23. Không nó cũng không có nhiều, 23 lấy mày được rồi. Rồi 25, 30. 30 kg Loan Trinh. Rồi, còn cái 25, 27 kg em. Rồi chốt cho em mã này là C52. C52 giùm em, cái form quần này bé trai bé gái đều mang được nha. Cái quần này dạng quần 7 phân mà ôm ôm á mọi người ha. Cái này form rất là đẹp nè. Mấy chế nhớ cái áo cam của bé gái hôm trước nó phối với cái quần này nè mọi người. Rất là xuất sắc ha. Con quần này mặc được cho bé trai bé gái. Chốt cho em mã này 140.000. Tại vì cái chất của này là dạng chất kaki jean. Thôi 138.000 luôn đi em ơi. Chốt chưa cho em từ 101 tới 104 thôi nha mọi người. Xin hỏi cái quần chị Giang Nguyễn 24kg. Rồi 101 tới 104 mã này là C52. C52 kèm số con nha mấy chế, cái này có 44 cái thôi. C52 23kg Tiệp Dư. Rồi Tiệp Dư nè. C54 Văn Ngô. Rồi không được cái quần nào á chế, gán. Cố lên chế ơi. Trời ơi chế cố ơi. Lên. 15kg Văn Nguyễn. 18kg Mỹ Châu. Có phải một ly đẹp đẹp. Rồi chốt cho em mã này là C53 giùm em, con này 138.000 cho mấy chế luôn. Trời ơi. Cái form quần này hơi bị đẹp luôn nha mọi người. Nhìn cái form quần này cho mọi người xem. Trời ơi, chốt rất là nét luôn. Chốt cho em mã này là C50. C53 kèm số phân 138.000 C53. 138.000 giùm em C53. Quá đẹp. Ôi, mấy chị này có xe đại đây không ta? Xe đại được sóng ghi nè. Không biết nó còn không à? Xe đại. Rồi C50. Còn C53 phấn ngọc đi tao. Phấn. C53 19 cho chị Thảo Phạm. Thảo Phạm rồi. Phạm Dương Châu chưa? Phạm Dương Châu 23 kg. Rồi chị Phạm Dương Châu 23 kg. 30 kg Yuri Anh. Rồi Yuri Anh còn 101, 150. Em còn size 101 và size 150 nha mấy chế. Rồi. Size 101 chị Tiết Hạnh. Tiết Hạnh rồi, còn cái 150. 35kg cho chị Nhung Vương. Nhung Vương rồi, chốt cho em tiếp tục mã này là C54. C54 giùm em nha mấy chế. Ủa nó có chỉ sơ khu chỉ những cái nã sao lại cho một chị cô ta. Rồi cái quần này bán cho mọi người giá như ta. Thôi lỡ rồi, có ghi vậy sao đại à. 138.000 luôn nha mấy chế ơi. 138.000 luôn đi, size 155. Em có tới size 107. Là tầm khoảng cái này size 155 chắc cỡ 38-40kg mới mặc được. 38-40kg chốt cho em tới size cho bé 65kg nha mọi người. Chốt tới 65kg nha mấy chế, cái này có 4 size thôi. 65kg rất là đẹp. Ừ. 65kg chứ. Có mấy chế lấy rồi đấy. Đẹp lắm. Cái này chắc cỡ 60-65, 3 mặc được mọi người, 3 mặc được cái size lớn nè. Cái này cỡ 38-40kg nè. Size 155, 138.000, có 4 cái. C54 40kg cho chị nhẹ. Rồi 54. 42kg cho chị thôi nữ. Thôi nữ. 55kg cho chị Phạm Linh. Rồi 55, 165. Rồi còn cái đại á. Tầm 55, 60, 65 á. Còn ai chốt? Dạ liệu đúng. 55, 60, 65 á còn. Rồi chốt cho em mã này là C. C55. C55 giùm em nha.
rồi ba cái 7 cho chị thu hàng ạ. Trời cái này lẻ dữ gì trời, con chân máy này rồi vậy làm bán cho mấy chế 100.000 thôi. Ba cái size 140. Ba cái size 140, một cái size 130 nè, bán cho mọi người 100.000 cái chân máy này, số cho em là mã C. C55 giùm em nhá. Chân máy này sẽ qua tới gói, qua gói tí xíu cho bé nha mọi người. C55. Hoặc là cái này zone biết. Thì bây giờ bán đại đi nha. Rồi C55 100.000 luôn đi. Còn bữa về tính sau. Rồi. Rồi, cái này 130 và 140 nha. 100.000 chốt cho em. C55 hả? Con mới được. C55 rồi. C55 nè. C55 pha 130 cho chị JC Bình Như. Rồi, JC Bình Như. 140 cho chị danh gấu không. Rồi, danh gấu gấu rồi, còn hai cái 134 nữa. Gấu gấu à. 30 kg cho chị Trương Thiền Ngân. Rồi, 30 kg Trương Thiền Ngân. 28 kg cho chị Humi NLBG. Rồi, Humi NLBG rồi. Em hết nha. Rồi chốt cho em mã này là C50. C56 giùm em 118.000, rất là xinh luôn cái áo này nè. Ở tay nè, nó có kèm in kèm vậy, xinh lắm. Chốt cho em mã này C56 nha. 15-16 kg, chơi chốt cho em tới 35 kg, 118.000 kèm số con giùm em. 118.000 nha mấy chế ơi. C56 giùm em nè mấy bạn. C56. C56 32 kg cho chị Phạm Si. Rồi Phạm Si. Size 130 cho chị Thu Hàng. Rồi Thu Hàng. Còn 1 hay. Size 150 cho chị Diễm Trần. Rồi. Và size 101 cho chị Tuyết Hạnh. Rồi, giữa Diễm Trần mốt Tuyết Hạnh. Còn 140 gửi Diễm Trần không có nha chị. 24 đó em. Còn 24. 20 kg cho chị Bảo Yến. Rồi còn 140. Size 140 cho chị Diễm My Túp. Diễm My Túp, chị Diễm Trần sorry chế nha, chứ chọn mã khác giùm em nha, do em hết size nha chị. Rồi chốt cho em mã này là C. C57 giùm em, con này 110.000, chốt cho em mã này C57 nha. Từ 15 kg chốt cho em tới 35 kg, C57 kèm số con nha mấy chế. C57 từ 15 chốt cho em tới 35 kg. Con áo này 100.000 kèm số con giùm em C57. Rồi C57 giùm em nha. Con áo bao lỗ rồi xinh luôn, 110.000. Xinh lắm khói ha. Rồi đọc đi Tấn. Sao chăm gửi cho chị Loan Trinh. Loan Trinh rồi. 15 kg cho chị Hồng Chuyên. Hồng gì? Hồng Chuyên. Rồi, Hồng Chuyên rồi. Đọc lớn lên, đọc lớn 18 lên. 18 kg cho chị Nguyễn Thị Mai. 18 kg Nguyễn Thị Mai rồi. Còn size 130 và 140. Còn size gì? 30 kg cho chị Lê Ngọc Diệp. Lê Ngọc Diệp rồi. Ôi ôi, cái áo này. 25 kg cho chị Trương Duyên. Trương Duyên, con này cho gái đừng mang được nha mọi người. Chốt cho em mã này là C. C58 chất vải siêu đẹp như mấy chế rồi. C58 kèm số con giùm em nha. C58 kèm số con. Con này chốt cho em từ 15-16 kg tới 35 kg. C58 118.000. Cá này 118.000 không phù. 118.000 giùm em nha. Thấy chị An Trần này chế. Em thấy chế nha. Mã này chốt cho em là mã C58 nha mấy chế. Rồi. C58 24 kg cho chị Hoàng Thu Tâm. Rồi Hoàng Thu Tâm. 35 kg cho chị Thu Trang Huỳnh Ngọc. Rồi Thu Trang Huỳnh Ngọc. Size 101 cho chị Giang Ngân. Giang Ngân. Còn size 124. Ôi ôi, cái áo này chất quá đẹp luôn mọi người ơi. Cái chất này nó có dạng kim tuyến nhẹ như này. Rồi chốt cho em con này là mã C. C59 rồi. C58 26 kg Lê Vy. Rồi. Trời ơi, nhất là đèn chui rồi à. Một cái 120 kg Bảo Yên. Rồi chốt cho em mã này là C50. C59 đi theo nhí học hỏi nè Tuấn. Rồi C59 giùm em nha mấy chế. Form rất là đẹp luôn, con này trai gái đều mang được. Siêu đẹp. Rồi cái này C50 Diễm Trần. Rồi. Còn 12 á, 12 đi chế 120. 1245. Ủa mình căn bản thế nào? Xe cho mốt Tuyết Hạnh. Tuyết Hạnh. Ôi ôi cái áo này. Cái form này tay cái cụ chế là tay 130. Xe cho hai Giang Linh. Giang Linh, cái áo đó nãy màu đen nó đẹp lắm chứ. 29 kg Thanh Võ. Thanh Võ rồi. Rồi chốt cho em mã này là C như ta. C60 giùm em nha mấy chế. C60 kèm số cân nha cả nhà ơi. Em có size 130 nè. Rồi 34.5 nha mọi người. Con này 118.000. 118.000 giùm em nha. Con này 118.000 kèm số cân nha mấy chế. C59 cuối cùng chị Hồng Ngọc Huỳnh. Rồi 34.5.
Ôi, má hỏi không biết có tắt cái bếp dưới chưa ta? Không, không tắt. Ngoài đang ghim rồi. Đang ghim á? Ừ, mà má ngoại lên trên lầu hả? À? Ê, coi chừng nó khét á, thơm quá trời thơm trên đây luôn rồi. Anh Nhi chạy lên hỏi má ngoại được chưa? Gần khô nước. Gần khô nước rồi. Má ơi, cái nồi thịt. Trời ơi. Thì thấy rồi, con có kêu. Rồi, mã này là C nè. Lượm nó 90 lâu rồi. C60 giùm em nha mấy chế. Rồi. C60, C3 tu hằng. Rồi. C50 đang trên. Rồi, 25kg Trương Duyên. Xe chấm ba Ngọc Anh Tô. Ngọc Anh Tô rồi. Còn mẹ đó. Tư rưỡi à em ơi. Ngọc Anh Tô không có chị ơi. Xin lỗi. Tư rưỡi. 33kg Hạnh Phúc. Rồi. Còn trăm tư. 30kg Lê Hạnh hết. Lê Hạnh. Rồi chốt cho em mã này là C như ta. C61 giùm em. Có size 80 tới size 120 nè. Cái chế 120 này nha. Rồi cái này đúng cư luôn nè. 110 ngàn mấy chế ơi. Hốt lẹ cái này. Chốt cho em mã này là C61 nha. C61 kèm số cân giùm em nha mọi người. Đây C61 nha mấy chế. Không quá trời ơi. Phát đâu ngủ nổi đây ngồi đi vô. Tỉnh hoài. Chốt cho em mã này là C. C61 80 tới 120 nha mấy chế. C61 Danh Ngân. Danh Ngân. 18kg Tâm Nguyện. Rồi. 18kg nè 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 120 nè. 10kg Châm Ngọc. Châm Ngọc. Đáng tiếc là hết cơm. 12kg Ngăn Bùi. Rồi. 14kg Tiết Nhi. Chở cho em mã này là C62. Con này 118.000 C62 giùm em có 3 size à. Coi lấy rồi. Mấy sao thì mấy mà nã bàn đi. Mấy vô nã bàn thu lại. Lấy rá, trời ơi. Nhìn ngán à. Con 5 cái á, trời ơi. Chốt cho em mã này là C. C62. Xếp rằng đi phía sau bao nhiêu tiền em bán hết rồi chế ơi. Rồi cái này coi size 130 nè. 130, 140. Cái set đó em hết trơn rồi chế. Bà vô gấp bát nhà em đi. Rồi mình bà đăng hỏi thử ơi là có ai có cái set cái quần đó. Ừ. Tăng đi. Mấy chị mà tăng chị nào mà thích à? Mã này quá mà vô không chốt được có mấy chế. Có cái gấp bát chính thức nhà em mọi người vô trang em kéo xuống tí có cái gấp bát mọi người vô đi rồi em duyệt cho mọi người ha. Mấy chế vô đó, mấy chế muốn mua gì, mấy chế đăng vô đó. C26, 24kg Nguyễn Hành. Rồi. 31kg Đô Hoàm. 25kg Hoàng Thu Tâm. C60. C63 giùm em cái quần này 155.000 rất là đẹp luôn cho bé gái nha mấy chế ơi. Cái hãng này nó quá, cái quần riêng nó rách quá, cái màu rất là đẹp luôn mấy chế nhìn giùm em nè. Màu ghi nét ha, nét hả? Rồi cái này em có 90. 90 tới 120. Rồi con này 148.000 đi em. 90 tới 120, 148.000 giùm em nha mấy chế. Cái này size nhí nè, 10kg chốt cho em tới 18-19kg. 148.000 quá trời đã hỏng rồi. C63, C61 Mai Lan. Rồi 14kg Tiến Nhi. Tiến Nhi. Yến Nhi rồi. Rồi 90 là size 120. Ấy 18kg Chu Minh Nguyễn. Ôi ôi trời ơi sao giờ còn cái ghi không mấy chế ôi. C90 Yên Trâm Phan. Rồi Yên Trâm Phan. Cái con này đẹp quá đẹp. Rồi chốt cho em con này 138.000. C nhiêu? C64 giùm em nha mấy chế ơi. C64 kèm số con 100. Ủa má ơi trời. Trời ơi cái quần nó đẹp thiệt à. 138.000 C64. À, không có hộp rồi má, không có vù rồi má, ôi trời ơi. Hả? C 16. Cái này size 100. Không có vù rồi má, trời ơi. Còn... Rồi chốt cho em mã này là C. C64 giùm em nha mọi người, rất là đẹp luôn con quần này. Kèm số con giùm em nha. Con này em có từ size 101, em có tới size 150. Không có hộp, có vù. C46 xin gửi Linh Phạm. C64. Hả? Tôi chăm tẩy. C64, Tiến Hành. 29kg Thanh Bọ. Rồi. Rất là đẹp luôn. 21kg Sô-cô-la Su-su. Bá lấy thì có trời. Bá lấy này xong rồi cho lại mấy đứa kia chắc luôn á. Cởi đi. Cởi đi. 26kg Liên Nguyện. Cho nó dành đi chị. Má thì lấy một cái mà má. Ừ thì lấy đi. Rồi còn mấy cái nè. Rồi còn không? Lấy xong rồi bữa cũng cho lại à. Rồi chốt cho em mã này là C. C65 158.000 cái quần này rất là đẹp luôn. Trời chồng em lấy cái rồi em mặc nè.
rồi xe 65 kèm số cân nha mấy chế. Mình phan hảo xe lại mình chuyển đến cho tôi lên mình tao khô là chú cho em từ size 155 tới size 170 hả? Em vừa hả? Cái này 165, 160 nè, của chế 160 nha. 165 rồi. Xe 65, xe 66. Cái xe đại nha mọi người. Cái này xe đại nha. Của chế là 16 nữa nè. 155, 160 và 165. 165 mặc được tới 55 kg nha. Tới 55 kg nha. 45 kg là trên. Rồi. 45 cái này đi. Ờ đúng rồi, 40 cái đó. Còn cái size nha, 65, 55 kg á. Còn cái 50, 55 kg. Rồi. 50, 55 kg kìa. Còn cái nữa nó mới chết. Nãy giờ em có đơn không chị? Chị An Trần ơi, chị được đọc tên là có đơn á chế. Nhưng mà chị nhiều khi chị không có nghe được á. Chị inbox giùm em đi, mấy bạn gửi hóa đơn cho chị nha. Chốt cho em mã này là C66. C66 em chỉ còn cái 55 kg thôi chế ơi. C65 55 kg thì nhẹ. Rồi chốt cho em mã này C66 nè. 158.000 C66 giùm em nha mấy chế. Cái quần jean này rất là đẹp luôn. Quần jean này siêu nét nha mấy bà. Trời ơi cái form nè. Rồi em có từ size 120 tới 150 giùm em nha mấy bà. Con này là 158.000 kèm số con. 120 tới 150, 158.000 nguồn jean ha. Siêu đẹp luôn nha mấy chế. Rồi size 66, 26kg Levi. Rồi 35kg 11. Rồi nhiều khi mấy chế đem like về nhận hàng 21kg Hiền Lê. Tại vì nó quá đẹp. Mấy cái quần jean nhà em 20kg Thí Lê. Chất nó mềm xèo luôn mà ngồi mềm mềm mà mình. Nhiều khi cái mấy cái quần mà mình người lớn mình mua chưa chắc gì được. Như cái chất như thế này nó mềm lắm. Chất nó mềm mà nó đẹp lắm mọi người. Chốt cho em tiếp tục mã này là C60. C67 giùm em nha. Con này 158.000 luôn. Size em có size 101 tới size 150. Chốt cho em từ 16kg đi. 16kg mặt đẹp. 16-17kg chốt cho em tới size 35kg nha mọi người ơi. Rất là nét luôn cái con quần jean này. Đẹp lắm đấy bà. Trời ơi chất nó mềm xèo luôn. Nó mềm giả may luôn. Mềm mà nó đẹp lắm đấy bà. Rồi chốt cho em con này. C67 size 150 Linh Phạm. 24kg Nguyễn Hành. Rồi 30kg Lê Ngọc Diệp. Rồi mấy chị mua về thấy đẹp nhớ nhớ chia sẻ cho bạn bè mình mua ủng hộ em nhé mấy chế. Rồi còn size 101 và size 102 cái quần siêu đẹp ha. Size 67 size 101 Trần Thị Phương Thảo. Thôi ơi hôm này nhức nách luôn trời. Cái hãng này tôi nói mấy bà mua chỉ có ghiền thôi đó, ghiền tới ghiền. Hãng này quá đẹp. Cái cổ áo nè mấy chế, thấy áo thun bình thường á có ai mà nó đầu tư may cái cổ như thế này cho mọi người không? Trời ơi, cái này mai như thế để mình không có bị ngứa ở phía sau, bé hay ngứa không mọi người. C67, C102, Diệp Thí. Bán quá cho chất lượng luôn cái áo này, chốt cho em là mã C. C68, C67 còn sang nhiêu? Rồi, C67 em còn 101, 102 nha. Chị khách nào C67, C101, 102 chưa rọc tên, comment lại giùm em nha mọi người. Chốt cho em tiếp tục mã này là C68 nha mấy chế. C68, 118.000 giùm em luôn nè. Size cho bé từ size 101 trở lên nha. Con này 118. C67, C102 con chút. Chế 102 á. Dạ, 102 tới 150 nha mấy chế. Cái này em còn 102 tới 150. C67, 16kg. Dương Linh. Dương Linh rồi. Còn cái 101 C67. Rồi mã này là C68 nha. C67 còn cái 101. Chị nào mình chưa đọc tên comment lại cho em ha. Cái C67 nó đẹp lắm mấy bà. Thiệt sự luôn. Cái chút vải nó mềm giả may luôn mấy chế. Chị nào mà khách mới á, mình đang phân quân có nên mua quốc con quần đó liền. Chất rất là đẹp C67. Chất quần jean nó mềm mà nó nhẹ lắm. Rồi mã này C68 cho em. C67 cái của chị Danh Ngân. Danh Ngân rồi, C68 giùm em nha mọi người. 120 tới C150 giùm em nha mấy chế. Rồi 118 này C68. Rồi thêm, giờ mình đi học đi. C68, C73 và xin gửi chị Ngọc Anh Tô. Ngọc Anh Tô. C54 Hằng Xù. Hằng Xù. 18kg Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn. Ôi ơi cái áo này. Còn cái size nhiêu? 140 nữa là em hết hàng nha. Okay. 24kg bình thường là bên em mặc size 130 chế. Bé mình cao bao nhiêu chế kèm lên giùm em cái chiều cao đi chế. Rồi chốt cho em mã này là C. C69 giùm em đi nè. C69 em có size
C6831 chị Kim Anh Trần hết. Kim Anh Trần rồi. Chốt cho em mã này là C69118 nè, em có 201 nè. 124 thôi, cái này không có 150 nha mấy chết. Cái này thiếu cái 150. Quá đẹp luôn, con này trai gái đều mang được ha. Cái tai phối nè trời. Cái cổ lúc nào nó cũng mai như thế này ha mấy chết. Rồi mã này là C69 giùm em nha mấy chết. C69 31 kiếm bằng lê. C102 và C104 chị Đặng Ái Nhi. Quần dài à, từ đây tới cuối like em chỉ like quần ngắn và like áo đồ này kia, váy đồ này, chân váy đồ này kia cho bé gái thôi mọi người. Nên là quần dài chắc nghe để em soạn sau ha. C101 Danh Ngân. Rồi Danh Ngân. 16 Kiến Ngọc Anh. Rồi. Còn C101 và C104 Túc Bạc. 15 Kiến trở lên dùm em. 15 Kiến Hồng Triền. Rồi còn cái 101 cuối cùng. Màu đó hàng quá. Rồi cái này còn đúng ghi luôn. Chốt cho em mã này là C70 dùm em nha mấy chế. 118 ngàn luôn dùm em nha. C70 118 ngàn kèm tốt không. 17 kiếm em cùng chị Nguyễn Huệ Lậu Dê. Nguyễn Huệ Lậu Dê rồi. Chốt cho em mã này là C70 nhé mà. Mấy bà ơi, C70 kèm tốt không dùm em 118 ngàn nha. Con áo này form này bé trai gái đều mang được dùm em, chất rất là đẹp luôn. Size cho bé từ 15-16kg chốt cho em tới 35kg. Mã này size 101 tới size 150 nha cả nhà. Mã này chốt cho em là mã C70 nha. C70 giùm em nha mấy chết. C70 kèm số không nha cả nhà ơi. C70 giùm em nha cả nhà. C70 sẽ cho món Danh Ngân. Danh Ngân rồi. 35kg Quyên Quyên. Quyên Quyên rồi. 30kg Tú Quyên. Rồi Tú Quyên. Em còn size 101, 102 và 103 nha mấy chết. À 23. Còn 23, 102 và size 103 nha mọi người. Form đẹp lắm á trời, phối nè, nó phối áo nè, trời áo phối xinh quá ha. Em còn size 102 và 103 nữa. 19 ký Thảo Phạm. Rồi Thảo Phạm. Rồi cái này nãy em bán rồi, còn sót được mấy cái nữa chứ. Size 103 Trần Loan. Chốt cho em mã này 118 ngàn, chốt cho em mã này là C71 nha cả nhà ơi. C71 118 ngàn dùm em nha. Em có 101. 101, 104, 150 con này. Rất là đẹp luôn, 118 ngàn ha. Áo phối thế này, phía xa phối như thế này, siêu nét không nha mọi người. C71 sẽ cho em gửi Minh Trần. Rồi Minh Trần. 31kg Nô Phạm. Rồi Nô Phạm. Rồi còn 1 4 năm rồi. 32kg xin tôi Nguyệt Ngọc. Nguyệt Ngọc rồi. Mười xít, 16kg chị Ngọc Anh. 16kg. Rồi còn cái 150. Mình sẽ cho gửi Phạm Duy. Phạm Duy rồi, chốt cho em mã này là C72 118 ngàn. C72 118 ngàn. Cái Huy Chế đang cầm là size 101. Cái Huy Chế đang cầm là size 101. Rất là đẹp luôn con áo này ha mọi người. 101, 1, 2, 3, 5 nha mọi người. Mã này là C7 mấy em? C72 nha mấy chết. C72 kèm tốt con dùm em cả nhà ơi. C72 nha mấy chết. À, ngày mai chứ nhớ lên xem như chị Ngân Winnie ơi. Trời ơi, còn á. Nãy giờ. Rồi. C72 sẽ cho gửi Lan Trinh. Lan Trinh rồi. Loan Trinh. Loan Trinh rồi. 23kg Phạm Dương Châu. 15kg chị Nguyễn Linh. Rồi. Còn 122 cái. 21kg Sô-cô-la Su-su. Sô-cô-la Su-su. 20kg Thí Lê. Rồi. Chốt cho em con này 110.000. Size từ size 101 tới size 150. C73 giùm em nha. Con áo này 110.000 giùm em nha mấy chế. C73 kèm số con giùm em. Cái cổ rồi xinh ha. Con này phía sau nè. C73 từ size 101 tới size 150 giùm em. Chốt cho em mã này C73 nha cả nhà. Kèm số con giùm em nha. Mấy chị khách mới lên kèm cho em thấy số điện thoại nha cả nhà ơi. Thấy chị Tố nghe nè chế. Em thấy chế nha. Thấy chị nè chế. Rồi chốt cho em mã này là C70 C73 giùm em nha mọi người. C73 sẽ cho gửi Lan Trinh. Rồi. 25kg Hoàng Thu Tâm. Rồi. 28kg Nguyễn Thiên Thu. Rồi còn 12. 15kg Nguyễn Linh. Nguyễn Linh. Rồi còn 320. 20kg Hương Thanh. Rồi chốt cho em mã này là C74 em có con này từ size 101 tới size 150. Nãy có lên cái màu đen rồi đó mọi người. Cái màu trắng này chốt cho em 118.000. C70 C74 áo tay dài em lai chua mà em lai size nhí nha. Tại vì hãng LGG là hàng nhí, em còn sót được khung mà. Một ô còn sót mấy trăm cái mọi người. Em mai em tranh thủ em lai nốt cái LGG cho mọi người luôn. Tại vì hãng LGG nó có 1-2GB rồi mới chết.
nên là mấy hai em lười like. Hãng LG công nhận đẹp mà em đợt này không có về được nhiều á. Để ngày mai trưa mai em tranh thủ like cho mấy chế hãng LG nha. C74, C72, Ngọc Diệu. C74 rồi. C74 size từ 16kg chốt cho em tới 35kg rồi. Cái áo chất quá đẹp luôn mọi người. C75 Lan Trinh. Rồi, C71 Lê Thảo. Rồi, C71 Lê Thảo còn 23. 34 mấy chế. C74 Trần Dương. Trần Dương. Còn cái C73 Hán Văn Văn Ngôn. Rồi. Rồi, chốt cho em mã này là C70. C75. Quá đẹp luôn, cái này 118 ngàn nha mọi người ơi. Em có từ 101 tới 150 giùm em. C75 nha cả nhà ơi. Rất là đẹp, con này siêu nét luôn nha. Ôi, nãy bán rồi. Có cần ghi C75 kèm số cân giùm em. C này là C75 nha. Em thấy chị Lê Thảo này chế ơi. Em thấy chế này chế yêu. Rồi, C75 nha. Siêu đẹp luôn nè. C75 28kg Homin-N. Rồi, Homin-N 35kg Hồng Nhi Nguyễn. Rồi. 23kg Phạm Dương Châu. Rồi. C71 Anh Ngô. Rồi. Còn cái 102. C72 Đỗ Nguyên. Rồi, tiếp tục một con áo cho bé gái rất là xinh luôn. Mã này chốt cho em là mã C 76 nha mọi người. Phía sau là như thế này, nó lộn vô vậy nè. Xinh lắm. Chất vải siêu đẹp nha. Phía trước là có hình này. Chốt cho em mã này C76 118 ngàn. Size từ 101 em có tới size 150 nha cả nhà ơi. Size em có từ size 101 chốt cho em tới size 150. Mã này là C76 kèm số cân. 15kg chốt cho em tới size 35kg nha. 15-16kg. Chất vải nó mềm mà nó mát lắm luôn. Chất vải siêu đẹp, gờ mặc vô không muốn cởi ra. Chất vải siêu mịn nha mấy chế. Mịn lắm, rất là đẹp luôn nha. Rồi, chị nào rồi. C72 chị Đỗ Nguyên. Rồi, 35kg Giang Nguyễn. Rồi, 35kg Giang Nguyễn. 28kg Hummy NLBG. Rồi, 13. Ừ. 16kg Ngọc Anh. Chị có 120 đi làm. 23kg Võ Tiền. Các chị đang cầm là 120 nha. Chốt cho em mã này là C70. C77 giùm em nha mấy chế. Size em có từ size 101 tới size 150 nha mọi người. Rất là đẹp luôn, con này 118 ngàn. Còn số lại đúng ghi luôn. 15kg chốt cho em tới 35kg nha mấy chế ơi. 15 tới 35kg giùm em nha. Mã này chốt cho em là mã C77. Quá đẹp, con này xuất sắc ha. C77 kèm số cân. C77 giùm em nè. C77, C73 chị Hà Nguyễn. Rồi Hà Nguyễn. Còn 1, 2, 4 rưỡi, C77. 31kg thì Thùy Như. Rồi. C78kg Phan Quỳnh Như. Rồi. Còn 1, 2. C72 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Rồi, còn cái 101 cuối cùng. Rồi, con C78 này chút quả nữa đây. C71 Trần. Chút quả siêu nét chứ mấy chế. Rồi, kèm số cân giùm em. Em có từ size 103 nè, cái chế 103 nè. À, 34,5 thôi đó mọi người. Cái này 118 ngàn luôn. Xinh lắm, sức khỏe đẹp lắm nha mấy chế. Cái 103 này để đây. Không, nó nhỏ rồi. Con có chốt chưa? Con. 103 Thu Hằng. Rồi, Thu Hằng. 105 Lan Trinh. 104 Ngân Winnie. Còn cái 104. Ai chốt không? Không chốt cho cháu. Em lấy cho cháu nha. Rồi, con váy này 138 ngàn, chốt cho em là mã C. C79 rồi. Không ai chốt lấy đây em. Thì chế đi. Không ai chốt thì cho chế. Đúng rồi. Cái chốt đẹp lắm mới chế. Có chốt chưa? Có chốt thì ấy, còn không có thì chế lấy. Chốt cho em mã này là C. C7 mấy nè? C79. C này C7 mấy nè, C7. À, cái này 79 nè mấy chế. Rồi, chốt cho em mã này C79 đi nè. Rồi, em có từ 101 tới 150 nha. C78 cái cuối cùng cho chị Phương Nguyệt. Rồi, mã này C79 giùm em. C79 em có từ 101 tới 150, 138 ngàn con chân vải. Ồ, con váy hút đi nha mọi người, rất là xinh luôn nha. Size 101 tới size 150 giùm em nha. Xong lại đi. C79, C140 chị Thu Hằng. Chị báo cân và chiều cao, đúng rồi đó chế. Bà cả cân và chiều cao giùm em nha. Nguyệt Hoàng. Rồi. Cái này đẹp quá nè. Được sao là em về váy nhiều. 138 ngàn.
101 và 103. Mà sao ký Nguyễn của My? Rồi 22 ký Sony Phạm. Sony Phạm rồi, chốt cho em mã này là C. C80, một màu xanh, hồi nãy màu trắng rồi, giờ có màu xanh nhưng mới chế con này 118.000. 118.000 C80 kèm số con giùm em, cái chế đang cầm là size 103 mà. Rồi, từ size 120 tới size 150 nha cả nhà ơi. Chốt cho em mã này là C C80 nha mấy chế, C80 kèm số con giùm em, C80 nha mấy bà. Mã này C80 nè. C80 C103 Hà Nguyễn. Rồi Hà Nguyễn. Đã rồi. Chế chế. Rồi. C102 Cẩm Vân. Rồi. 4.5. C104 không tên. Ôi ơi. Đẹp quá tên. Đẹp không? Trời ơi quá trời đẹp luôn mấy chế ơi, chắc là vài bữa nữa về thêm nữa. Giờ em like. C105 anh đi anh đứng anh. Giờ em like trước cái này đi. Ôi bán trước giá 138.000 thôi nha, vài bữa về sao em tính giá sau. C80 30kg chị Chiêu Nguyễn Ngân. Hôm nay là bán giá đại nha mọi người, rồi vài bữa về hàng rồi em tính giá sau nha mấy chế. Rồi cái này dạng áo váy nha mọi người ơi, em có từ C120, cái này là bé gái nha. Dạng áo váy giùm em nha mấy chế. C80. Mã này là C81. C81 thôi em, phải không? 138.000 nè, C81 từ C120 trở lên, con này là dạng áo váy cho bé gái nha mọi người. 138.000 giùm em nhé mấy chế. Đẹp ha. Đẹp quá rồi, đẹp luôn, siêu nét luôn ha. Cài cô nè. Quá đẹp luôn tay cho mày. Đẹp luôn. Dễ lại như người. Mấy chế. C81 size 120 chị Chương Ngọc Thiện Tâm. Rồi 120 đó. C81 28kg cho chị Hu Mi là đây rồi. Cái đó 120 á. Còn 1-2 đó em. Cái đó xinh lắm luôn mọi người. Dạng áo váy nha mấy chê. C102 cho chị Đỗ Quyên. Rồi còn cái 101. Nè, sao có tỉ vậy nè nha mọi người. 17kg cho chị Lina Trầm. Chớ chê mã này là C8 mấy? C82 giùm em nha mọi người ơi. C82 con này 118.000. C82 size từ 15kg chốt cho em tới 35kg nha cả nhà. 15 tới 35 kg giùm em nha mấy chế. C82 nha mấy chế. Ui. C82 giùm em. C82 giùm em nha cả nhà ơi. C82 nè mấy chế. Chị Tâm Nguyễn ơi, mình đi mốt một bay. Có bạn tương ứng cho mình nha chị ơi. Mã này là C82 nha mấy bà. C82 kèm số cân giùm em nè mấy chế. Con rất là xinh ha. 15 tới size cho bé 35kg. Em hết C81 rồi mấy chế ơi. Mấy chế chuyển sang C82 giùm em nha mấy chế. Còn 118.000 C82. C82 cho chú gửi Kiều Trang. C84 Thu Hằng. Rồi, cái cổ rồi đẹp. C83 Hà Nguyễn. Rồi. 15kg chút đầu vỏ. Rồi. 12 đó em. Còn 12 nha. Chị mua bắt chị lên kẹp cho giúp anh. Chị lên kẹp cho hỏi em mới chút đầu cho mình nha. Mấy chế ơi, khách mới lên cho em cái số điện thoại đi mọi người. Không là em chút này mình dùng tin cho mấy chế đó. Rồi chuẩn bị tí nữa em lên cái áo này nha. Mã sao? Mã bị lên trên áo đi. Chế cho em mã này là mã C. C82, C101 của Danh Ngân. Rồi. Còn C102 đó hai cái. Mua không được hả chế, gán tương tác bài viết nha chế yêu ơi. Rồi chốt cho em mã này là C. C83. Ồ. Chị gửi lộn nha em. Chị gửi lộn. Dạ. Hả? Con tay khá rồi. À sao? Gửi lộn qua Facebook chị Tâm Nguyễn khác. Rồi chốt cho em mã này là C83 giùm em. C82 là 118.000 một cái nha chế ơi. Mã này C83 là 158.000. Câu quần này chốt cho em từ size 101 em có tới size 150 nha, 158.000 đồng riêng lỡ cho bé gái nè. Từ size 101 tới size 150, 155 chứ nhầm. 155.000 C83 giùm em nha cả nhà. 155.000 ở đây theo nè, rất là xinh luôn ha. Con này từ 116kg chốt cho em tới 35kg nha mấy chế. 16-17kg chốt cho em tới 35kg. Mã này kèm số cân giùm em ha. Mã này là C83 giùm em. C83 chị Ngọc Quý Huỳnh. Rồi. Rồi. 35kg Giang Nguyễn. Rồi. Còn một size 101, 120 và 140. 30kg Phạm Linh. Rồi Phạm Linh. Giữ mấy áo đi. Ờ cái áo này. Trời cái sao đồng lấy cái gì. C102 Loan Trinh. Ôi trời cái áo này nó đẹp. Ôi ơi mấy chớ ơi ôm rê nha. Cái mã này mã may mắn em tặng cho mọi người. Còn
Còn em còn lại 5 cái bán cho mọi người giá là 118.000. Mã này là nhiêu ta? C84 giùm em nha mấy bà. Alo, chế thấy em không? Thấy nè chị Hà Hà ơi, em thấy chế nha. Ừ. Không vậy. Nghi lên cái rồi, chốt cho em mã này là C84 cái của chị Năng Su. Rồi. C84 giùm em. 118.000 C84. C84 118.000 nha mấy chế. C84 chị Quỳnh Tú. 84 rồi. Cái okay. Này. C83 Ngọc Quý Huỳnh. Rồi. Sao tôi được 84 rồi đó. 84 về chưa đâu? Về. Nó về lắm gì. C82 Chương Ngọc Thiện Tâm. Chương Ngọc Thiện Tâm. C85 Hoàng Phương Linh. Rồi. Còn cái 120 Maracan nữa. Rồi chốt cho em mã này C86 nha mọi người. Ủa C85 nha. C84 nè. Cái này em có từ trăm. Cái này của chế trăm tư nè. Sao này của chế trăm tư nè. Con này nãy màu tím bán cho mọi người 100.000. Cái màu này bán 100.000 nha. Lỡ rồi mới chế hả. Rồi chốt cho em mã này size 120. 24.5. Rồi chốt cho em mã này size 120, 140, 150. 100.000 em luôn nha. Cái chân vải này là chân vải sèn. Qua chân qua đầu gói cho mọi người. 24.5 chốt cho em mã này là C85 nha mấy chứ. C85 kèm số con 24.5. C85 C82 Trang Ngọc. Rồi, Trang 30kg Ngọc. Phạm Linh. Rồi. 24.5 luôn nha em. Quá đẹp luôn con này. C85 100.000. Em có size 120, 140, 150 giùm em. C84 Trần Dương. Rồi 140 còn cái 140 nữa nè. 18kg Diễm Phan. Rồi hết 120. C84 Trương Thiền Ngân. Rồi hết 140 luôn còn 150. Còn 3 cái 150 nha. 30-35kg không còn 3 cái. Rồi cái quần này còn sót lại ghi nè mấy chế. Chốt cho em mã này là C86 giùm em. C85 C85 Thảo Lê. Rồi C85 còn 2 cái 150 nữa. Em hết C84 rồi chế ơi. Em còn C85 ha. C85 2 cái. Rồi chốt cho em mã này là C86 giùm em nha cả nhà. Ngọc Anh Tô được chưa? C85 còn 2 C85 C150 Ngọc Anh Tô. Rồi còn cái 160. Còn cái 150 nữa. Chỉ cái mã này hả? Dạ. Ngọc Anh Tô đi bình thường. Còn mấy cái kia giữ lại. Rồi. Trời ơi. Sao lưng nhân viên nó kìa gì. Còn cái 150 nữa. Ồ về là má này. Rồi chốt cho em mã này là C8 mấy nè. C86 giùm em nha mấy chế ơi. C86 kèm số công nha cả nhà. Con này em có từ 101 tới 150 C86 giùm em. Lõ mã làm gì? Ok. C85 C150 Hoàng Phương Linh. Okay. Hoàng Phương Linh C85 rồi. Chốt cho em mã này là C86 nha, 138.000 C86 giùm em nha mấy chế. 138.000 C86 kèm số con. Size từ 15 chốt cho em tới 35kg. 15 tới 35kg giùm em nha cả nhà. C86 nha mấy chế. Hả? Cái này 138.000. 138.000 nha. Sao vậy bà chế Trần Loan ơi? Sao vậy chế? C86 23kg Kim Duyên. Rồi, 28kg Nguyễn Minh Thanh. Rồi. 16kg Phương Nguyệt. Rồi 16 nè. Còn cái 120, 150. 19kg Mimi. Rồi. Cái trang mã này là C87. C87 nha cả nhà ơi. Cái mã này em có từ size 101 tới size 150. Con này 17-18kg ha. 16-18kg. Con này 138.000 luôn. Mã này chốt cho em là mã C87 nha cả nhà. C87 kèm số con. Size 101 tới size 150 luôn mấy chứ. C86 còn cái kìa. C86 35kg Thủy Bella. Rồi mã này chốt cho em là C87 nha mọi người. Size từ size 101 tới size 150. Form dáng dài như thế này ha. Rất là xinh luôn. Con này chốt cho em là mã C87. Hết rít. Riết chưa được luôn, chưa có chốt được ha. Chế ráng chốt nha mọi người. Thấy chị Mika Nguyễn này chế em thấy chế nha. Rồi mã này chốt cho em là mã C87 nha. Những cái này em có 1-2 ri thôi mấy chế. Có ít thôi à, số lượng có giới hạn thôi mấy giờ ơi. Ôi cái này hồi chưa mò mò nghe đâu. Cái quần màu xanh này mấy chế hỏi em hồi chưa nè mấy bà. Hồi chưa cái quần màu xanh bóng rổ này em còn. Còn mà, còn ít. C87 35kg Hồng Duy Nguyễn. 24kg Giang Nguyễn. Rồi. C41 Giang Ngân. Rồi. 20kg Thí Lê. Rồi. Còn cái 140.
cái quần ống rổ nè, chị nào hồi chưa hỏi em nè. Chị nào 27 hỏi em. Cái cuối cùng chị Ngân Phạm. Rồi cái quần ống rổ này là 130.000, mã này là C88 nha. C88 130.000 kèm số con giùm em, C88 nha mọi người. Form rất là đẹp luôn, con quần ống rổ nha cả nhà ơi. C88 giùm em nha mấy chế, con này 130.000 thôi. Em có từ size 101 tới size 150. Size 101 tới size 150 giùm em nha mấy chế. Size 101 em có tới size 150 nha cả nhà. C80 mấy ta? C88. Con này là C88 nha mấy chế. C88 kèm số con giùm em cho chơi bên à. C88 nè. Có đẹp 130.000 ha, con quần phong bóng gỗ. C88 cho em gửi Loan Trinh. Loan Trinh 20kg Thủy Lê, 19kg Mimi. Rồi 25kg Chuông Duyên. Rồi 35kg. Có 150 rồi em. Hình tới 140 thôi. 24kg Giang Nguyễn. Giang Nguyễn rồi, còn 101 tới 140 nè. Con bóng gỗ xuyên nét nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn nha mấy chế. 18kg Nguyễn Ngọc Dung. Rồi Nguyễn Ngọc Dung. Xe 54 Ngân Phạm. Rồi à, chị ơi, ngày nào chị like đồng để em xem với chị à, chắc cỡ like sau đi em. Like sau chị mới like đồng nha. Cái chiến dịch like sau tầm khoảng 2-3 bữa nữa hả? Rồi xe 24kg Kiệt Cao. Bữa nào em like đồng em sẽ đăng thông báo nha mọi người. Rồi chốt cho em ở này còn mấy cái nè. Xe 101, 102, 103. Xe 101 Thảo Duyên. Cái quần ống gỗ siêu đẹp luôn đó, cái form quần. Cái quần này cũng một quần dáng bóng rổ nữa nha mọi người. Ừ. Con quần này cũng là một cái quần dáng bóng gỗ. Con rồi, chết rồi, chết rồi. Xe 103 Dân Linh. Rồi. 103. Rồi còn 102 thôi đó mới chết. Em còn hai cái xe 102 thôi đó mới bằng. Rồi chốt cho em mã này. C89. C89 cũng bán cho mọi người 130.000 luôn nha. Cái quần này chất vải rất là đẹp luôn nha mấy bà ơi. Nhìn giùm em nè, cái form quần nè. Ờ. Về đi. Mã này là C80. C89 giùm em nha, cái quần form rất là đẹp luôn nè mấy chế. Giờ gò vô cái chất vải mướt lắm. Con này 130.000 C89 giùm em. C88 chỉ còn size 102 thôi mấy chế ơi. Em hết rồi, mấy size kem hết rồi. À, mã này là C89. C89 size 101 anh Ngô. Rồi. C89 còn cái 101 nữa nè. Với lại mấy cái size 104 nha. C89 em còn cái 101 và mấy cái 104. Còn mấy cái 101 và size 104. Xinh lắm con quần. Quần này chất đẹp lắm mấy chế, mấy chị mua dán quần bóng rổ cho bé thì mua mấy cái chiếc vải như thế này đẹp lắm. Cái này dán rất là đẹp luôn, cái form rất là đẹp. C104 Thảo Duyên. Rồi, 104 Thảo Duyên. 25kg Chuông Duyên. Rồi. Em còn 101 với 104 thôi đó mấy chế. Mấy size kia em hết rồi. C89 này em còn 101 với 104 thôi nha. Chuông Duyên hay Thảo Duyên? Dạ Chuông Duyên. À chị Chuông Duyên, chị Thảo Duyên. Rồi. Rồi em còn 101 với 104, còn mỗi size một hai cái. Rồi chốt cho em mã này là C. Mimi được kìa em, 108 cm á. Mặc cái đó được á. 108 cm được á. Mặc cái size đó được á. 19kg Mimi. Rồi chốt cho em mã này là C90. C89 em còn hai cái size 104 nha mọi người. Chị nào ba cái size 104, chị nào chưa được con chốt size 104 chốt cho em ha. Rồi mã này là C90 giùm em. Con quần này 128.000. C90 128.000. C90 128.000 kèm số con giùm em. C90 mấy chế. Chốt rất là đẹp luôn. Mã này là C90, em có size 80 tới size 102 đúng một ri luôn. Size 80 tới size 120 nha, C90 giùm em. Con này size nhí mọi người, 128 nha, size nhí nha. Okay. Size 80 tới size 120 giùm em. Con này C90 kèm số con. C90 giùm em nha cả nhà. C90, size 90 cho chị Như Như. Rồi size 90 chị Như Như. C90 13kg bắp nữ. Rồi bắp nữ, cái này size nhí mọi người luôn. C90 16kg Ngọc Anh. Rồi, còn cái 80 và cái 120 nè. Xinh lắm, cái quần đẹp lắm. C90 18kg Hàng Xù. Rồi còn cái 80 là hết hàng. Rồi chốt cho em mã này là C91 nha cả nhà ơi. C90 cái quần Ngân Phạm. Con này 188.000 cái quần jean nha. Quần jean ngắn dài bán 188.000 cho mọi người. Chốt rất là đẹp luôn. Con này 188.000 kèm số con. Size cho bé cỡ 10 size 101 tới size 150. Cái này 16-17kg trở lên mặc mới được nha mấy chế. 16-17kg chốt cho em tới 35kg kèm số con giùm em. Mã này là C91 em.
C91 kèm số 0 giùm em nha cả nhà. C91 form rất là đẹp luôn nè, chất jean dài ha. Rồi cái này được con ghi à. C91 23kg cho chị Jenna Hoàng, 28kg Nguyễn Thiên Thu, 18kg Chu Minh Nguyên. Rồi. Được. 120. 20kg Thí Lê. Rồi, còn 150. Còn cái 150, chốt cho em mã này là C92 nha mọi người. C92 con này 110.000. Cái này xe nhí. 110.000 C92. C92 110.000 giùm em nhé cả nhà. C92 110.000 kèm số cân. Size cho bé từ 80 tới size ủa cái cô chế 90 nè. C91 kéo cùng chị Thiếp em là. Cũng có 80. 90 tới size 120, 10 kg tới size cho bé tầm khoảng 10 giờ. 18 19 kg nha mọi người. Cái này size 90 tới size 120 nha mấy chế. Bao nhiêu quay qua coi chế cái mã này. Không còn. Hình như không. Không chưa chế bán hết. Còn mã này là C92. À, C92 cao tiền. Rồi. 12kg. Sumimon. Sumimon. 200 Diễm Đoàn. Rồi. Hot rồi hết em. Hot rồi em. Hot rồi. Chị Sumimon không có 12kg cho chị ơi. Còn 101, 102 á em. Còn size 101, 102. Cái màu này cũng 110.000 nha mấy chế. Màu trắng em còn size 101 và 102. Màu này là em có đủ size luôn. 80 tới size 102, con này là C90 3 hả em? C93. C92 em còn 101 và 102. C93 này em có từ size 80 tới size 102, C93. Quá đẹp luôn. Giới thiệu shop bán đồ nam. Không có, chế ơi. Hai chị em chỉ có bán đồ nữ và bán đồ em bé thôi. Rồi shop bán đồ nam em chưa có mang về từ bán. Từ từ đi mấy chế. Suy nghĩ. Từ từ. Bạn còn làm cho em mã này là C90. C93 giùm em. 16kg 11 C92, C92 cái cùng chị Diễm Trần. Rồi, còn cái nữa em. Còn cái nữa. Rồi, mã này em đang mang là mã C93. C92 còn cái size 120 hả? Dạ. C92 còn cái cùng chị Câu. Câu cấp. Còn cái cuối cùng cho chị Nguyễn Ngọc Dung. Nguyễn Ngọc Dung rồi, mã này C93 110.000 nè. C93 từ size 80 tới size 120 đúng một ri luôn em. Mã này là C93 giùm em nha mấy chế. 110 luôn nha. C93 110.000 luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Con này size 80 tới size 120 mọi người dễ thương lắm luôn á. Chất vải siêu đẹp luôn giùm em nè. Cái này em không có 35kg đâu chế Giang Nguyễn ơi. Mua cho bé 14kg thôi chế ơi. Cái này hai bé luôn. Size nhí chế ơi. Xíu đẹp C93 1kg Lina Trần. Lina Trần. Sang trăm em còi. 8kg Nguyễn Thiện Vi. Rồi. 18kg Nguyễn Hồng Thắm. Rồi. Hồng Thắm Nguyễn. Cái này kẹp rồi. Nha lộ nha. Đe xin lộ. Trăm đi chứ. Chốt cho em mã này là C94. 4. C94 giùm em nha mọi người. C94 kèm số cân. Em có từ 80 tới 120. Đáng trăm ra chứ. Rồi. 80, 90, 101, 102 trời. Vậy ai lấy đây, rồi? Đây chế 101 cũng được nữa. Không. Ờ, bụng lắm thôi. Bởi đi. Trời ơi, dễ đúng quá. C93 còn cái đó, còn nhiêu? Còn chế 1, C93. C93 em còn cái 101 nha mấy chế. C93 em còn cái 101 nữa là em hết hàng nha mấy bà ơi. C93 15kg lên lên. Rồi. Chốt cho em mã này là C94. Rồi C94 giùm em nè mấy bà ơi. Không có cái sang trăm thôi. Còn lại đầy đủ. Em tính lấy cho Khải mà hết trơn rồi. Rồi chốt cho em mã này C94 nha. Em có size 80, 90, 101, 102 thôi. Dạ dồn thêm được nha chế, dồn tới ngày mai nha. Rồi mã này size 94. Size 94 kèm số cân giùm em chị Thu Hà lên kèm mã đi chế. Ủa kèm size đi chế. Size 94 size 80 là su su. Size 102 Diễm Trần. Rồi, còn cái 80. 90. Size 80 cao tiền. Rồi còn 90 101. Rồi mã này là size 90. 1kg Lina Trần. Size 95 hả ta? Cái này size 95 giùm em nha mấy chế. Cái cuối cùng size 94. Size 94 chị mượn. Chị Hằng Xu. Rồi 110.000 luôn nè, C95 nè, còn size nhiêu em? 80. 80, 90, 100, 100. Rồi. 80, 90, 100, 120 nè, này 110.000 thôi nha cả nhà ơi. 110.000 kèm số con giùm em. Mã này chốt cho em là mã C95. C95 nha cả nhà. C95
C95 kèm số cân nha mấy chế. C95 tám ký Nguyễn Thiện Vi, 12 ký Subimon. Ở trong phố mình thấy được bao xanh. Rồi. 100 và 102. 300 Ngọc Diễm. 102 Hoàng An Ninh. Rồi. Con này 128.000 nha mọi người. Cái cùng chị nhõng nhẽo à. Má ơi liệu có. Dễ thương quá, cái này cho bé gái nè, có đựng ghi nha mấy chê. Chó cho em mã này là size từ size 80 có size 102 nha. Bán trước. Bán trước chưa có giá nên là bán đại giá này nè. Chó cho em mã này là C90 C96 giùm em nha cả nhà. C96 128.000, size 80 tới size 102 giùm em nha. Size 80 tới size 102 có chế là 90 nè. Con này là C96 nha cả nhà ơi, C96 kèm số con giùm em nha mấy chê. C96 17 ký Lina Trần. C96 12 ký Ngân Bùi. 12 ký Ngân Bùi rồi. C90 Ngân Thúy. Rồi còn 100 Thúy. Ồ nhiêu. Còn size 80 đây nè. Rồi. Còn 80 101 80 size 101. Còn size 80 và size 101 nha mấy chế. Rồi chốt cho em mã này là C90 7. Rồi C97 9 ký Thảo Lê. 101 cuối cùng. Rồi chốt cho em mã này là C97 nha. 16 ký Nguyễn Ruby. C97 con áo này bán 100.000 cho mọi người nha mấy chế. Lấy cái 100 lại. 100.000 size 80 tới size 102 giùm em nha mọi người. Rất là đẹp luôn con này. Siêu nét con này, okay. Trai gái đều mang cảm nha. Cảm ơn. Chế lại. Ôi ơi. Con này 100.000 cho mọi người nha. Con áo ba lỗ này nè, nhí nữa. Size 80 chốt cho em tới size 120, không có cái size 100 thôi. Đi giặt mai. Rồi. Mày. Size 97 10 ký Nguyễn Điện Vi. Rồi. 11 ký Diễm My. Rồi. Size 120 Diễm Trâm. Lấy điện đi cậy. Rồi còn 80, 101, 102. Rồi chơi. 80, 101, 102. Lấy lại à. À lấy đi. Lấy đi. Rồi chốt. Size 80 Thu Hà. Size 102 Hoàng An Ninh. Rồi. Còn cái 101 hai cái. Size 101 Mai Loan. Rồi. Trời ơi cái áo này đẹp chưa. Cái gì? Tổng nhiêu rồi? Gửi hả? 5. Rồi. Rồi chốt cho em mã này là C98 giùm em nha mọi người. C98 con này em có từ 80 tới 120. Trời cái này có đến 100 thôi. Được rồi, cổ rồi em đó rồi còn nhiêu một rồi chốt cho em mã này là C. Một ly. C98 con này 110.000 nha mọi người. C98 kèm số con giùm em nè mấy chế. Siêu đẹp luôn. Cái đó 14.000. Sau khi mấy chế nha, sang trăm em lấy cho. Con chốt luôn rồi, chốt rồi. Chốt chưa? 100. Từ từ. Mình muốn. Chốt chưa? Chốt 100 chưa? Chốt đi rồi chốt mấy chế đi. C97 14 ký Đoan Huỳnh. Chốt chưa? Rồi C98 nè em. C98 110.000, C98 110.000, 80, 90, 101, 102. Con này C98 nhưng mà cái này chốt đẹp quá trời đẹp lên. Luôn á trời. Rồi. Chốt có 100. Không có. Chốt. Không có. Mấy chế ngăn cầm 100. Cái nào nó lấy cho con á thì hả, nó thích thì mình lấy cho nó được. Cái nào mà không biết không lấy. Rồi, mã này C98. C80 Thu Hà. Rồi. 11 ký Diễm My. Rồi. 19 ký Mi Mi. 13 ký. Rồi. Hết rồi. 15 ký Nguyễn Hường. Rồi, hết hàng rồi. Mi Mi Nguyễn Hường. Rồi, chốt cho em mã này là C99. C99 giùm em nha cả nhà. C99 còn một size. C99 nha mấy chế ơi, C99 này 110.000 luôn nha cả nhà ơi. Chốt vải rất là đẹp luôn nha. C99 này size 80 tới size 102 giùm em. Đúng một ri luôn á mấy chế. Size 80 chốt cho em tới size 102 nha. C99 kèm số con nha cả nhà. C99 kèm số con giùm em nha mấy chế. Okay. C99 nè con này rất là đẹp luôn. Chốt vải siêu đẹp ha. Trai gái đừng mang được giùm em nha mọi người. C99 8 ký Nguyễn Thiện Vi. Rồi. 19 ký Mi Mi. Rồi. C90 Trang Ngọc. Rồi. Sai Trâm Ngọc Anh Tô. Rồi. 101, 102. 15 tới 18 ký. 18 ký Hà Hà. Rồi chú dây mã này là C100 nha. Xong mã này là em mới. Chưa mai em like tiếp và tối mai em like tiếp nha mọi người. Rồi chú dây mã này là C100 giùm em nha mấy chế. Rất là xinh luôn con này, 110.000 em nha. 101.
Chốt cho em mã này là size C100. C100 giùm em. À khà con à. Em á mấy chị. Size nó mặc quần size tầm 80 90 thôi mà. Mặc áo thì phải mặc size 100. Đẹp. Mở cái lưng á, nó ốm nhôm nhắc toàn bé sườn không mà mấy bà. Trời ơi, mà nó mặc cái quần tan châm nó thở là nó tụt lên tụt xuống. Khổ thân luôn. Rồi cái này sang châm giùm em 110 ngàn nè, xinh lắm. Lấy nhiều quá rồi hình nên. Xem 100 size 120 chị Diễm Trâm nè. Rồi. 11 kg Diễm Vy. Đẹp quá mà lấy nhiều quá rồi. 15 kg Văn Nguyễn. Còn 90 á, ok. Ờ 80 101. 80 100. Không có ai lấy à, Trâm lấy á thầy. C1. Mà lấy là em lấy cho con em nha. 13 kg ái chinh. Ái chinh rồi còn cái 80 nữa C100. Chế ái chinh rồi con lấy đi. C100 tỏ leo bén. Còn cái C80. C80 cao tiền. Rồi bye bye mấy chế nha. Ngày mai mình lên mình xem đũa để mình gộp like đi nha mấy chế. Cái like ngày hôm nay em sẽ gộp với lại hai cái like ngày mai buổi trưa. Mai buổi trưa em sẽ soạn hàng lần Google em like trước. Buổi tối em sẽ hẹn hẹn mọi người lớp Bikit nha. Bye bye mấy chế, chúc mấy chế ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em và xem em tới giờ này nha. Bye bye mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.